trên đường. Ví dụ như là anh em bây giờ muốn thuê một người làm việc hay hai người làm việc đi, một bộ máy làm việc đi, thì mình phải có điều kiện đặt ra, đúng không ạ? Tức đòi hỏi đấy, chứ không phải ai mình cũng bê vào không được. Thì cũng như vậy thôi, trong xã hội này blockchain họ cần những con người mà vulnerable, những người mà actual, những con người mà trở nên cấp bách, những con người mà được cần thiết họ mới dùng. Nên mình cơ đốc nhân đấy, người con cái tin Chúa đấy, là mình phải là sao ạ? Phải trở thành những người mà cần thiết trong xã hội thì họ mới dùng, thì Chúa mới dùng mình trước tiên đó này, trong công việc của Ngài. Mà Chúa dùng ở đâu? Chúa dùng, tức là Chúa dùng trong xã hội đấy, trong việc mà để đáp ứng nhu cầu của những người mà đang cùng khổ, những tội nhân cùng khổ, những người đang trong bóng tối, những người đang trong nô lệ. Chúa muốn như vậy. Nên vì thế cái nhiệm vụ đặt ra là mình phải trở thành cái người cần thiết, người cần thiết, trở thành người cần, chứ đừng có trở thành người thừa trong xã hội, mà trở thành người cần, cái người mà trả được nhu cầu cho họ. Đấy là phải làm như vậy. Đấy chính là hình ảnh Chúa Giêsu đấy. Chúa Giêsu đến, Chúa là câu trả lời của Chúa Trời cho anh, cho loài người, của Chúa Cha cho loài người. Thì bây giờ mình là cái phần tiếp theo của Chúa Giêsu, vì Chúa ở trong mình, thì mình cũng phải là câu trả lời của Chúa Giêsu cho nhân loại. Em hình dung ra chưa? Nhá, Chúa Giêsu nhá, là đầu của Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đó, thì là qua Chúa Giêsu mọi người nhìn thấy. Bây giờ đầu của chúng ta là Chúa Giêsu. Vậy thì cũng là tiếp tục thế thôi. Cứ thần Barcelona trên làm theo cái thẩm quyền đấy, đơn giản thôi, đừng có nghĩ bậy là tôi với Chúa Cha đã, không có ai khác. Đấy chính thế mà người ta cái tà giáo khác thì họ cứ muốn đi lộn trật tự. Chúng ta quay trở lại cái bài cũ nhá, bài cũ chúng ta học được cái gì rồi? Vì tất cả bài mới đấy cũng phải dựa trên cơ sở bài cũ để chúng ta biết được cái nguyên tắc là cái được dựng lên rồi đấy. Cái học rồi đấy, để làm gì ạ? Nó phục vụ cho cái mới, phục vụ cho cái tiếp sau. Cái nguyên tắc này, anh em phải hiểu nguyên tắc này nhé. Cái nguyên tắc mình đúng ấy, thì trong cách làm ăn mình đúng này. Bởi vì mình làm cái gì đấy, thì lập tức làm sao ạ? Mình hiểu nguyên tắc này, mình làm công việc mới. Thì sao ạ? Thì lập tức mình bảo, thì trong tay tôi đang có cái gì? Trong quan hệ tôi đang có cái gì? Thì mình hiểu nguyên tắc là, cái gì mình đã từng biết đấy, để phục vụ cho cái mới. Để phục vụ cho cái mới. Chính như thế mà mình không đi tìm cái lung tung. Chính người khác ấy thì họ sao ạ? Họ sẽ đặt vấn đề là họ muốn kiếm tiền ra, thì họ tôi muốn giàu thì tôi phải kiếm tiền ra. Ơ là kiếm tiền được. Đấy thế là thôi rồi, hỏng rồi. Mà trong đó kinh doanh mình hiểu rồi, đâu có phải chụp mỗi tiền, còn đi tìm chỗ người khác nữa. Ở trong kinh doanh hôm nay chúng ta ôn lại nhé. Nào anh em, ai đã nói cho tôi là thế nào là giàu? Giàu có không cần. Giàu có là gì? Không thiếu thốn. Giàu có là luôn đi dập và không phải nhiều để biết người đó giàu có. Một là tài sản, hai là trí thức, ba là quan hệ, bốn là kinh nghiệm, năm là kiến thức, kinh nghiệm, trí thức, sức khỏe và tâm linh. Sức khỏe, tâm linh là cái thứ bảy. Cái sáu là gì? Quên mất cái mà thế gian này nó nhất đó là tiền. Ồ, thế tài sản, tài sản chưa? Tài sản khác, tiền khác. Tiền khác, tài sản khác. Tiền khác tài sản chỗ nào? Chẳng hạn mình đi buôn bán là mình cần quy ra tiền, quy ra tiền chứ mình không quy ra tài sản đâu. Nó hai khác nhau đấy. Tiền có sức mua, nhưng mà tiền nó bị sao nhỉ? Bị mất giá thì tiền mất giá thôi. Thế tài sản thì nó vẫn nằm đấy thôi. Tiền nó có thể di chuyển được mà. Nhưng tài sản thì không di chuyển, tài sản cũng phải di chuyển, có bất động sản thì không di chuyển được. Bây giờ mình xem lại vào từ đầu đến cuối này, anh sẽ nói lại cho tôi là thứ nhất là gì? Giàu là gì ạ? Giàu là gì? Không thiếu thốn đó. Con học bài. Thế là con nghe anh Trinh nói. Anh Trinh, anh nghe anh nói trước rồi. Nhưng bây giờ con nói lại, ba lại bảo anh Trinh. Cái người giàu ấy là người họ dư dật, họ cảm thấy sung mãn. Tức là cái cảm giác họ thừa thãi, thoải mái, đấy là giàu. Còn người nghèo là người cứ không có. Người nghèo chủ nó vơ vét thôi, chúng nó thấy thiếu. Thế cho mình rỗng, tại vì bị rỗng mà. Nên thành ra họ cứ tìm cách để họ nhồi vào trong đó thôi. Và người giàu ấy, là
cái cảm giác mà sung mãn, cảm giác dư dật, thừa thãi đấy, dư dật. Mà giàu ấy thì giàu những cái gì? Xuất phát từ giàu là nói từ Nga này, và từ nghèo nào? Tiếng Nga từ giàu nghèo hay hay cái là có gốc từ luôn để cho mình dễ hiểu. Và ơn Chúa là Chúa cho mình dạy cho mình một tiếng Nga ở đây nữa. Cái từ giàu ấy xuất phát từ gì? Từ Bog là Đức Chúa Trời. Nên là giàu có, tức là hiểu Đức Chúa Trời, chúng ta Đức Chúa giàu có mà. Tất cả của Ngài hết. Tuyệt đối tất cả mọi sự trong thế gian này của Ngài hết. Tất cả các định luật là của Ngài hết. Tất cả hoạt động là dưới quyền kiểm soát Ngài hết. Đấy, Đức Chúa Trời cực lớn như vậy. Chứ không phải Đức Chúa Trời đơn giản như công thần của các loại thần khác đâu. Quá nó nhỏ bé. Đức Thần cực lớn. Đến nỗi mà chúng ta hình dung ấy, mấy lúc mà tôi nói ngay trong bước đầu theo Chúa Giêsu ấy, ở đây người tin Chúa đang nói, đang học mình nói luôn. Ở trong những bước đầu theo Chúa Giêsu khi mình giảng Đức Chúa Trời đấy, mình không, tại sao mình không dùng những cái giáo lý ở một số nơi là dùng những giáo lý không biết ở đâu ra 13 điểm nào đấy, xong dạy Đức Chúa Trời rất là nhỏ bé, dạy Đức Chúa Trời đấy. Thế họ không có khái niệm về Đức Chúa Trời một cách gọi là lớn hơn, mặc dù nói về một số bản chất. Nhưng mà mình ngay từ đầu mình nói về Đức Chúa Trời là gì, mình hình dung đi, này, nhìn đây này. Cái trái đất là to không? To. Thế mà cái giải ngân hà này, nó gồm hàng tỷ mà khoa học nó đến ra ấy. Đến, nó đến được 200 tỷ cái hành tinh giống như trái đất này, trong cái giải ngân hà mình đang ở. Nó có đếm nữa được, hàng trăm tỷ hoặc thậm chí hơn nữa, mà trong cái cõi vũ trụ ấy lại hàng tỷ cái giải ngân hà như thế nữa, khủng khiếp chưa. Khi nói Đức Chúa Trời là ai đấy, mình phải đưa cho họ nhìn thấy cái sự mà vĩ đại vô cùng tận của Đức Chúa Trời. Sau trong cả cái cõi sáng tạo, à, cõi vũ trụ đấy vẫn là giới hạn, khoa học cũng biết là có giới hạn, vũ trụ có giới hạn, vẫn bị hạn chế bằng thời gian không gian. Ồ đúng rồi, thế đấy, cái cõi vũ trụ đấy nó chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời rồi, của cái đấng tạo dựng mà đấng tạo hóa đấy. Mà cả cõi sáng tạo ấy thì ở đâu? Ở trong tay của Ngài. Tại sao Chúa nói? Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời dùng ngón tay này lập lên các tầng trời. Cái câu đấy có nghĩa là đây, tất cả cõi sáng tạo nằm trong tay của Ngài. Tất cả các thần gồm có gần 400 triệu loại thần, tất cả là sáng tạo ấy, trong mà chỉ là tạo vật thôi, trong hết tay của Ngài. Nên Đức Chúa Trời tự tin, Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy, chứ không phải là cái loại mà ABC kia, ừ đúng Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh ấy. Nhưng mà mình phải đưa ra cho họ một cái bức tranh để họ nhìn thấy. Tại vì dân ấy, anh chị em nói ấy, là họ phải hiểu được ấy. Chứ không nói một cái lu bu lu, họ sẽ cảm thấy trừu tượng. Cái khái niệm Đức Chúa Trời là khái niệm trừu tượng rồi. Nhưng mình làm sao phải đưa cho khái niệm nó cụ thể hóa cho họ nhìn thấy được, hình dung tưởng tượng rồi. Đến mức đó, tức là mình phải dùng cái trí tuệ là mình có đấy. Tất cả mình, chúng ta nhớ nguyên tắc ấy, tất cả điều mình đã được học ấy, nó là một buổi làm gì ạ? Để phục vụ cho cái sau thôi. Thế nên mình cần giải thích Đức Chúa Trời thì mình dùng cái gì? Mình dùng ngôn ngữ thần học mình giải thích Đức Chúa Trời, người ta không hiểu. Giờ đấy một lúc ông tôi không hiểu, tôi chẳng hiểu gì cả. Thôi bây giờ đơn giản thôi. Thế mình học vật lý làm gì? Học địa lý làm gì? Học học cái gì? Học thiên văn học ABC làm cái gì? Đọc các sách khoa học để làm gì? À, đấy để củng cố cho cái kiến thức của mình ấy. Amen. Thế mình hiểu, ô đấy đấy, thế họ mình, ô Đức Chúa Trời thế á? Ô thế cái thần mà chúng tôi tin nó chỉ là một trong các tạo vật, một trong 400 triệu loại thần mà ông trời của các bạn tin thôi. Ừ đấy, thế đó. Thế chưa? Chuyện tôi lớn thế cơ mà. Thế, phải đưa ra một khái niệm hẳn luôn, khái niệm của mình ấy phải là trội, là vượt trội luôn của họ luôn. Thì họ mới theo được, vì chúng ta nhớ nguyên tắc là họ theo mình ở cái gì? Thì mình rồi. Thứ nhất đấy là mình có gì hơn họ và hơn trội cơ. Chứ không phải hơn bằng bằng này thì họ vẫn không theo. Thứ hai biết cái gì đấy hơn họ và trội hơn họ nữa. Thì chuyện mình có Đức Chúa Trời đấy là như vậy. Nào đấy, thế chứ là Đức Chúa Trời tôi có, Đức Chúa Trời trội chưa? Thế còn Đức Chúa Trời của ông ấy, biết tí, tôi vặt, tôi bóp mũi, tắc tử luôn. Tôi cầu Đức Chúa Trời của tôi phát, thậm chí tôi không cần cầu Đức Chúa Trời cho tôi quyền dày đạp các thần đấy, quyền đuổi quỷ. Nhưng tôi vặn cổ các thần đấy, bản chất đằng sau quay thế này như trong chóng. Ông sai bảo cái tin sứ của Chúa ném xuống vực sâu và hành hạ các thần mà các vị đang tin, các tà thần đấy. Thế cũng vậy thôi, các kiến thức trước ấy để cho kiến thức sau. Thì vì thế cái từ bogaster nhá, đấy bog nó xuất phát từ cái từ đấy, và ngược lại cái từ biết nư là từ nghèo đấy.
nó xuất phát từ từ biên đa. Biên đa. Biên đa là tai họa. Đấy, thì tai họa là người nghèo là người lùn cũng nhiều. Giàu không phải là nhiều đâu nhá, giàu là nhiều nhưng mà nhiều cái gì, nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái được thỏa mãn nhu cầu của mình, dư thừa, chỗ đấy chứ không phải dư thừa tai họa đâu. Cái biên đa là nó dư thừa nhiều, dư thừa là dư thừa tai họa, dư thừa cái âm, dư thừa cũng dư thừa, họ dư luôn. Nên là cái từ ba gác tư đấy là thuộc về Đức Trời rồi, còn biết người nghèo đấy là thuộc về tai họa. Thế là cái từ nghèo, cái phần giàu ấy là gì ạ? Chúng ta nhớ lại tí chúng ta sẽ hiểu thế nào là nghèo. Tại đầu tiên nghèo là gì? Nghèo. Giàu là gì ạ? Nghèo là biết ạ. Giàu là gì ạ? Giàu là gì ạ? Giàu là gì ạ? Giàu là gì ạ? Sung mãn. Sung mãn. Sung mãn. Và thỏa mãn luôn. Đúng không? Cái nhu cầu của mình là thỏa mãn đấy. Tại dư dật tai họa thì cũng không được đâu. Phải định nghĩa thêm nữa là sung mãn. Sung mãn là cái từ mà được thoải mái, được thoải mái, được ok đấy. Thế nghèo là gì? Giàu là dư dật sung mãn, dư dật là sự sung mãn. Thì vốn không được thỏa mãn luôn, yếu đói, buồn chán, đau khổ. Định nghĩa thật ngắn mà. Nghèo là không giàu. Thấy thiếu thốn. Nghèo là không giàu. Đúng rồi, nghèo ngược lại của giàu. Thế thôi. Vì thế tại sao mình lấy cái đồ thật ra này, xong thì nó cứ ngược lại đấy, nó nghèo đấy. Để mình không định nghĩa sai, định nghĩa khác. Cái gì nó không đúng như là giàu thôi là nghèo, cũng như mình bảo đứng trời có một chân thần thôi, cái gì không phải sao không phải như trời, đơn giản thôi và nhá. Nào đây cái định nghĩa đơn giản nhất, nhưng định nghĩa đây nó sẽ chính xác. Sau đó sau đó mình chỉ cần sao mình sẽ capắt, tức mình sẽ đào sâu vào cái khái niệm giàu, xong từ khái niệm giàu nó lật ngược ra khái niệm nghèo, phản chiếu thế thôi, nó tương phản lại nhau. Thế là nhìn thấy để không bị lệch, tại vì khi thế đấy thì cái kiến thức của mình về nghèo, về thế nào nghèo đấy, nó được củng cố trên kiến thức thế nào là giàu, làm cho mình không những mình chỉ học mỗi về giàu về nghèo thôi, mà mình được, vẫn được ra sao ạ, từ giàu, đúng không ạ? Cái kiến thức về giàu mình vẫn được ra được tiếng Việt gì nhỉ, được đào sới trong lúc quá trình mình học về nghèo nữa là thế nào nữa. Amen. Vâng. Cũng như nhiều người tại sao nếu ở đây con cái chúa tôi nói luôn, nhiều người chúng ta học về chúa trời nhá, có lúc mà chúng ta học về cả ma quỷ nữa, đúng không ạ? Học về cách mưu trước của nó nữa, không phải mưu trước của nó là học để mà sợ, hay học để biết cách làm việc của nó như thế nào. Cái làm việc ngược với của chúa trời là nó bắt trước mà, nhưng chỉ có cái bản chất nó khác thôi. Mình nhớ cái đấy, nó cũng hình thức nó cũng giống nhau, cũng có thể cầu nguyện tiếng lại, cũng đặt tay người ta ngã, đặt tay người ta chữa bệnh, không gì cả, nhưng bản chất của nó khác. Bản chất của nó, kinh thánh chú nói rồi, bản chất nó thì cướp, giết, hủy diệt. Mới đầu thì kiểu gì nó phải cho cái loại là Primanka, là cái bẫy thích thú đó. Nhưng mà mình phải, vì thế mà mình phải học cho bản chất, cả kinh doanh cũng vậy, giàu nghèo thế là bản chất. Mình phải xoáy về bản chất, thì khi mình hiểu bản chất thì người ta khó lừa mình. Thì mình cũng là sao, khó bị lầm lạc. Hai đó nói cái gì, mình dạy mình cái gì đấy mà khác cái bản chất đấy là mình là tự nhiên là ở trong lòng mình đứng là thánh linh của Chúa đấy, là như cái detector là G đấy, là cái máy phát hiện nói dối đấy, tích vào này trong tâm mình ấy, bắt đầu chút vào này cũng có điều, tức là để mình cảnh giác hơn với sự đấy. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói rồi là đã có không thiếu Antichrist giảng, giáo sư, sứ đồ giảng, thần giảng, thần cảm giả mạo, đủ các trò, đủ hết. Chúng ta về giàu ấy, thứ nhất là giàu về tiền, đúng không? Thì nghèo là cái gì? Thế bây giờ về chuyện về tiền nong thì chúng ta bây giờ thủ đạo là người gì đấy? Về tiền nong bây giờ chúng ta đang thực hiện là đã nghèo, đúng không ạ? Dạ, nhưng trên tiền đường thì chúng ta giàu. Chúng ta đang thực hiện dạng nghèo đấy. Dạ. Tức là dạng nghèo về tài chính. Vì là giàu, cái đầu tiên là tiền nong mà. Amen. Đầu tiên là tiền, đầu tiên là giàu về tiền. Cái mà cực nổi nhất mà người ta thế ra nó hiểu ngay được của nó giàu là nó. Khái niệm đầu tiên là nó sao ạ? Cứ nói về tiền đã. Mặc dù cái từ Bogatư ấy nói là Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà tại sao cái đầu của họ, trí của họ nó hướng về Ma Môn này, nó cứ kích vào đấy.
những cái lập tức về chuyện tiền và tài sản. Đây những cái đấy là những gì, những cái tảng băng nổi, những cái nổi đấy, những cái chìm thì nó không biết. Tức là đấy là cách người ta, người ta nhìn theo bề ngoài, nhìn theo cái tảng băng nổi, nhìn theo thể hiện bề ngoài. Nổi có ba phần, chìm bảy, chìm nhiều, chìm cực nhiều nữa. Em định xem, nghèo ngược lại với giàu mà, giàu là giàu về tài chính, thì bây giờ nghèo là cũng thiếu về tài chính. Nên là chúng ta không chấp nhận cái chuyện đâu, tại khi mình nghèo đấy, chúng ta phước thay kẻ nghèo đói tâm linh đấy. Đang nói cái gì ạ? Không phải là nghèo tâm linh như người thế gian đâu nhá. Là nghèo tâm linh là cái trạng thái nghèo, tức là trạng thái, chứ không nói là phước thay cái kẻ đấy, cái nghèo tâm linh tức là người mà đói khát, như suy, đúng, đúng không đấy? Có lòng, trong cái này gọi là lòng khó khăn đấy. Thì ngay thì nghèo tâm linh, nghèo như là nghĩa, nghèo thể họ có tư tưởng thì luôn luôn tìm kiếm để làm đầy đủ. Và chúng ta ở trong tình trạng lúc nào phải để là chúng ta tình trạng nghèo về tâm linh, tức đói khát tâm linh. Tại vì là chúng ta là cái tạo vật nhỏ mà, Đức Chúa Trời vừa chúng ta vừa nói, Đức Chúa Trời cực lớn như vậy. Thì đến bao giờ mới có thể đầy cho mình, đầy dẫy tuyệt đối như ý muốn của Ngài được. Nên tại sao cứ phải cầu nguyện đọc kinh thánh ABC các thứ tiên để nhận biết Chúa đấy, để cho đầy dẫy Chúa cho mình mà. Chứ đừng bao giờ nghĩ là thế tôi đủ rồi, tôi học trường này, trường này, trường này, thế là thôi, ok xong hết rồi. Thế là ngã đấy, tôi vậy mà, kinh nghiệm tôi đấy, cũng một số kinh nghiệm đấy. Là khi mình kêu, ô mình học này, ô thôi này, thế vừa mới lấy phát mình tưởng thế đủ rồi, dừng lại. Dừng lại xong rồi một vài tháng xong nữa, ô chậm rồi, chậm tiến so với các pastor của Pastor Bozier rồi, của Thánh Đại Sứ Trời rồi. Thứ hai là nghèo cái gì ạ? Tài sản đó. Nghèo tài sản. Nghèo tài sản là nhìn là nghèo cái gì? Tài sản là thiếu. Không có đáp ứng được yêu cầu. Hai cái phần đấy là mình nói sao thì bao giờ đấy rồi nhưng nói mình như vậy trầm trọng. Nhưng mà thực ra đâu xe cộ đâu mình có thiếu đâu, mình đang ở đường phát đầy xe, xe 193, 195 đầy đủ, tích sức đi ra đi xe đấy thì đâu có thiếu. Nhà cửa đâu mình thuê nhà nào mình thuê nhà đấy, không phải nhà của mình có gì đâu, tại vì nhà kia cũng chẳng phải nhà của họ. Họ tưởng nhà của họ thôi, nhưng mà họ chết họ có mang theo đâu, đấy không phải nhà của họ đâu. Lý luận này hay nha. Mình nói về cái sự nghèo của nữa đây, đó nghèo trí tuệ. Cái nghèo trí tuệ là cái nghèo khủng khiếp đấy. Nghèo trí tuệ đấy. Mà tại sao nhiều lúc papa cứ phải quở con mắng con đấy? Tại vì sao? Để cho cái sự nghèo còn phải văng ra khỏi con đi. Thì cái nghèo trí tuệ tí nữa mình sẽ học tại sao nghèo trí tuệ nữa. Bắt đầu sẽ xuất phát điểm từ đấy. Ở đây mình không dạy kinh thánh, nên hiển nhiên mình hiểu rằng đấy, nhưng mà có nguyên tắc, mà đây vẫn nguyên tắc tâm linh ấy, nhưng về nghèo trí tuệ. Bởi cái tài sản mà Đức Chúa lớn ban nhất, lớn nhất cho mình là cái gì biết không? Anh em? Trí tuệ đấy. Trí tuệ là tài sản lớn nhất. Trí khôn đấy. Người ta gọi là một lúc người ta gọi trí khôn đấy. Thì bằng trí khôn con người dựng lên bao nhiêu thứ. Mà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu chính là sự khôn ngoan, đứng sự khôn ngoan đứng Christ đấy, chính Chúa đứng Christ chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đấy. Tức là cực quý đấy. Thì cũng vậy rồi, cái trí tuệ của mình cực quý, vì thế mình phải làm việc với trí tuệ của mình, đừng có mà để nó gọi là lông bông. Ok. Ai đã gọi thì con xem đang dạy học có hỏi ai đâu. Thì là trí tuệ thì là sao? Sức trí tuệ thì vì thế mình phải làm với trí tuệ của mình anh em ạ. Kể cả chân tay mình có làm được chăng nữa ấy, nhưng mà sao đầu mình vẫn phải nghĩ. Ok, khi anh em đi làm gì thấy nhìn thấy gì phải đọc bắt ý tưởng họ nữa, nhìn thế này nhìn thế này, ồ ý tưởng hay đấy, ý tưởng hay, để sao để góp phần trong cái sau này của mình nữa, chứ không phải mình cứ nhìn thấy cái điều gì xong mình khỉ đấy là ý của ta. Đấy, trong kinh thánh đã nói rồi, làm sao phàm trong các việc làm của con làm sao khá nhận biết Ngài đấy, thì Ngài mới chỉ cho khác. Mình không muốn khôn ngoan mà, chỉ bây giờ bất cứ gì mình nghe mình nhìn thấy mình làm, mình được bị kể cả bị quả mắng, kể cả việc mình bị tai họa, cứ cái gì của mình, cứ cái gì mình cứ chạm phải nó đấy, xem ồ có cái bài học nào trong đây
đau đầu ra. Chứ không phải là cái kẻ mà kinh thánh nó nói là cái kẻ là mà cứng cổ lại đấy, không tay không chịu nghe lời của trách đấy. Kẻ nào mà kinh thánh nói là kẻ nào mà cứ người nào mà thường cứng cổ lại khi của trách đấy thì sẽ làm sao? Bại hoại thành linh, không phương cứu chữa. Bại thành linh nhé, thành linh tức là đúng một cái dịp mà người đấy không ngờ đến, chưa xong lại còn không phương cứu chữa nữa cơ. Thì đức nên vì thế mà trong lòng mình đừng bao giờ có cái cảm giác mà tôi phải chống đối lại, tôi phải cắt lại cho xứng mồm. Tại sao ông ta bà ta không chịu hiểu tôi cả? Ông ta cứ bắt tôi phải theo ý của ông ta bà ta, mình phải cắt lại cho thích. Cắt là cái gì? Cắt thì hỏng quan hệ thôi, chỉ ăn đòn thôi. Tại vì khi nào mình là thầy nhá, tại vì thầy nói là chớ tự đặt mình làm thầy mà. Amen. Vì làm như vậy sẽ bị làm sao ạ? Xét đoán càng nghiêm hơn. Thế nếu mình đang ở vị trí trò thì đừng có mà để khi mình cãi lại, tức là mình đang bảo ông thầy ông sai rồi, để tôi dạy lại ông, đúng vậy không ạ? Mặc dù mình không nói câu đấy nhưng mà cái hành động của mình đấy là đang nói những điều đó, đang nói tức mình đang nhìn tức mình làm thầy đấy. Nếu tự làm thầy thì sẽ được xử đáng nghiêm hơn. Thế còn những người mà làm thầy của mình đấy, họ có quyền đấy, chú ban quyền đấy mà. Amen. Vì chẳng có quyền nào không thuộc về ông bố của mình, có quyền đấy. Đến lúc nào mình có con cái, mình có học trò đấy, mình lại có quyền đấy trên họ. Thẩm quyền dọc đấy, cứ thế làm thôi. Chứ đừng có lộ sòng lên đây để mà cãi lại cái thẩm quyền trên. Ok. Chúng ta có thể thấy có điểm sai đấy, chúng ta sẽ nói theo tôi hiểu là nó thế này cơ. Theo tôi hiểu thế này, theo quan điểm thế này. Đã không phải à? Đã không phải vừa. Nó không phải thôi, và còn sẽ học hỏi kinh nghiệm. Nhưng mà khi mình nói ra trong sự nhịn nhục đấy thì cứ biết chuyện xảy ra không nha. Cái người mà thầy hay cha, người lãnh đạo của mình ấy, họ sẽ tiếp thu cái điều đấy. Anh em ạ, và quan hệ của họ với mình sẽ khác hẳn với họ với mình ấy. Họ sẽ bảo ô người tin tưởng được. Còn nếu mà cứ đầu người đầu mình dạy phát một cái quên phát này, ngay cả bản thân anh em thử xem, em lập tức anh em có sự là mất tin, lòng tin của người đấy, có đúng không ạ? Có đúng không? Đúng. Khi mà mình mà có người là cứ cãi hay cãi mình, tự dưng mặc dù mình muốn quý người đấy thế nhưng mà sao cái cãi nó không đơn giản đâu, nó không đơn giản chữ cãi đâu, mà nó đang là kẻ hủy hoại lòng tin nhau, hủy hoại lòng tin. Nên mình muốn tin cái này, muốn không rất muốn tin, nhưng nó cãi lại thôi thì mình cứ đổ cái đức tin vào thì cái cãi của họ đấy nó lại phá cái mình vừa mới đặt vào người đấy. Mình đi tin cái này phát xong lại phá đi, nó cãi lại nó phá đi, nó không đơn giản chỉ có phá thôi, mà trong cái tâm linh nó như vậy đấy, nó kẻ hủy phá đức tin. Vì đấy là cái thể hiện của linh nổi loạn, mà nổi loạn của Satan, mà chúng ta biết bản chất của Satan là kẻ gì, cấp dưới hủy diệt, chỉ nó chỉ phá. Nên là cái kinh nghiệm của tôi nói kinh nghiệm anh em ấy, nếu mà cái cấp trên của tôi mà mắng tôi ấy, cứ mắng và có quyền như vậy, mà khi mắng thế đấy mình tập luôn, tại vì mình mà cãi lại họ ấy, thế nếu lúc nào đối Chúa sửa mình ấy, mình sẽ cãi lại ngài. Thế Đức Chúa Trời ngài sẽ tập cho mình cái nhìn thấy mà cái vô hình ấy, anh em có hiểu ý tôi không? Vì không thể tin Đức Chúa Trời hay là kính trọng Đức Chúa Trời hay yêu Đức Chúa Trời hay là vâng lời ngài vân vân ấy, tin cái đấng vô hình mà không tin, không yêu, không vâng lời, không kính trọng cái đấng có hình. Chúa bắt thể hiện, Chúa bắt phải kỳ thi của Chúa đấy. Họ có thể không phải Đức Chúa Trời nhưng Chúa sử dụng họ để mà kiểm tra mình xem có không. Tại vì cái người nào mà cãi lại được thẩm quyền trên ấy thì sẽ đến lúc đó họ chính họ sẽ cãi với Đức Chúa Trời, sẽ đến lúc đấy chắc chắn sẽ còn lúc đấy. Đầu tiên lúc việc nhỏ bảo không chuyện gì cả, việc chưa đến nỗi mà tai họa đấy, họ ơi không sao cả. Nhưng đến tai họa xảy ra, như là tai họa xảy ra đến với Job chẳng hạn đấy, thử xem. Tại vì những thử thách mà họ đang ở đây vẫn chưa phải là cái bèo của họ gì cả, nhưng mà đến tai họa nào mà mất cả nhà họ này, mất hết tài sản họ này, mất luôn cả con cái của họ này, mất luôn cả gì ạ, là cả sức khỏe họ cũng tan biến này, đấy thử xem họ còn ngợi khen Đức Chúa Trời nữa không, còn ngợi khen nữa không. Nên vì thế mà mình kiểm tra luôn ấy, mình có thể trong hoàn cảnh mình có thể nói là tôi vẫn ngợi khen Đức Chúa Trời ở chỗ nào, vì là có rất nhiều lúc Đức Chúa Trời dùng người đó để sửa tôi đấy, cái thẩm quyền trên mình đấy, sửa mình đấy, vì mình kiểm tra lòng mình mà mình không ấy. Không có nói mãi biết rồi, chỉ có tìm cách
nói mà món lẩu ngậm mồm đi cho tôi nhờ ấy nói mãi không tìm cách thì vậy ông ấy ông nói nhiều sẽ biết rồi khổ lắm nói mãi để bắt đầu gáy gáy có tại vì cái nguyên tắc ấy, nên anh trong đây anh em sẽ làm việc nguyên tắc anh ạ nguyên tắc này để sau này cứ mình để với cái đội ngũ của mình nhé đội ngũ của mình ấy, tức là những cái người mà hay cãi là mình nhá mặc dù là họ trong đây trong họ vẫn có những cái hạt giống tốt anh em ạ nhưng mà cãi lại mình ấy cãi lãnh đạo nó mình là lãnh đạo đấy thì họ có rất là tiềm tàng về sự phản bội nhớ đấy họ có thể không phải phản bội ở thời điểm đấy nhưng họ tiềm tàng sự phản bội bởi vì là có thể có hoàn cảnh nó xảy ra đấy hoàn cảnh mà đang bình thường nhưng mà đã cãi nhau rồi rất là chuyện nhỏ nhặt mà đã cãi nhau rồi thì cái chuyện là lớn quá đấy thì họ sẽ sao gạt đổ luôn và sẽ phản luôn rất dễ dàng. Đấy là một cái cách để mà sau này mình, tức mình nhiều lúc mình không cần phải là sao phải đợi một sự bày tỏ siêu nhiên Đức Thánh Linh cả. Thế Đức Thánh Linh làm việc trên các nguyên tắc của Đức Chúa Trời mà. Amen. Người làm gì không phải phải làm theo cái cách làm cái thích thì là người làm buộc chặt chụp này xong mà có nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Tất nhiên là những người cãi đấy, sau này họ vẫn có thể là thay đổi được. Đấy, Đức Chúa Trời luôn cho họ cơ hội mà. Thế mình không thể nghĩ rằng là không có nghĩ rằng là người đấy sẽ đặt dấu chấm với người đấy là hết. Thế mình đừng có mà có cái gọi là tính thành kiến về họ. Em hiểu không ạ? Nhưng mà mình hiểu ấy rằng là mình không đặt sát ca lên họ được. Bởi vì đến lúc đó đó mà một thời điểm quan trọng đấy, làm quyết định rất quan trọng mà thay đổi cả đời sống của mình hay của một tập đoàn hay của một tổ chức, mình đặt người vào cái vị trí đấy đấy, họ mà không thích, nhưng mà lúc mình đã đặt họ lên vị trí cao rồi thì lúc đấy thôi họ sao, họ sẽ bê luôn cả cái công ty của mình đi, phải nhát nào, họ bê luôn, để lúc đấy họ bảo họ đủ lông đủ cánh đấy mà, không cần nữa. Để chúng ta đang nói về, đang quay trở lại nha, chúng ta nói về cái sự mà nghèo về gì ạ? Về trí tuệ, nên anh em phải chịu khó làm việc trí tuệ nhá. Ok. Làm trí tuệ tất nhiên là có những bài học về làm việc trí tuệ, chúng ta sẽ có những cái chắc gọi là training ấy để làm việc cái não, bắt não mình hoạt động. Não hoạt động ấy, mà não hoạt động đúng, anh em biết não hoạt động lúc nào không? Lúc nào nó kiểu như là paragraph. Thì Nga gọi là Moskva Stun, tức là tổ tấn công của não đấy. Không, bắt đầu nó hoạt động mà nó pararup đấy, pararup của não lúc nào không anh em? Đâu nó nghỉ không ạ? Nó làm việc nhưng làm việc với tần số thấp. Không nghỉ thì không. Cái lúc nào mình cảm thấy mệt nhất đấy, lúc mình cảm thấy chán nhất đấy, mà mình ép mình làm rồi ấy, thì lúc đấy là não bắt đầu với hoạt động đấy. Nhưng tất nhiên mình cũng phải giữ cả về chuyện chúng ta phải cân đối và sức khỏe mà. Nếu không cẩn thận thì sẽ ai đến mình có não mất. Và nhát nào. Nhưng vì thế mình phải có sức khỏe ok xong mình tập cái đấy. Nên mình rất muốn ngủ này. Mình bắt mình hoạt động. Anh em có để ý không? Những cái người mà họ mà tập thể dục thể thao, thì não tương tự như cơ bắp đấy. Nó có cơ chế tương tự như vậy mà. Tập thể thao này, nếu mà anh em tập này, nếu mà không thấy đau đấy, không thấy cơ đau đấy, thì chứng tỏ là cơ sẽ không lớn. Đúng không ạ? Tập bắt đầu đau thì thôi. Ừ. Tức mình tập mà mình thấy cơ bắt đầu đau đấy. Dạ. Chứ tập bắt đầu nó có bắt đầu nó chuẩn, tức là nó bị formidabat rồi đấy. Nó có, tức là nó bị trùng ra để chuẩn bị nó phát triển. Anh em hiểu không ạ? Dạ. Cũng như bây giờ thì nó muốn được hòa tan ra thì sao? Nó phải chảy ra ạ. Nó phải chảy ra thì nó tan được, nó mới ngấm hết vào các nơi khác được. Thì cái tiềm năng nó ở trong mình, trong cơ này, trước khi mà nó được phát triển ra đầy đủ hơn ấy, những cái tiềm năng nó giấu ẩn trong cơ rồi thì nó cần phải được tan ra đã. Ok. Và cảm giác đau ấy thì cũng vậy, trong trí tuệ ấy thì có những bài tập bài học ấy làm cho đầu mình phải căng hết cả lên này. Nhưng mà căng ấy đừng vội đi ngủ thì đúng rồi, thì cảm thấy hơi đau gạch thôi bỏ thế thôi, họ không bao giờ cơ bắp to được, có đúng không ạ? Họ tập mấy cái này xong họ thấy là cơ đau đau rồi thì họ nghỉ thì không bao lên được. Nhưng mà chính cái lúc mà họ lên ấy, bắt đầu họ lên, họ lại tập tiếp, xong thứ nhất là họ vượt qua cái đau đấy, đúng không ạ? Xong bắt đầu dẻo dai, sẽ bắt đầu tập, bắt đầu họ tập luyện, bắt đầu cơ bắp sau này và sức khỏe họ sau này tốt hơn.
Thì cái cơ chế tương tự như vậy, cả trí tuệ của mình thế. Đừng có lúc mình tôi đọc một đoạn này tôi thấy hơi buồn ngủ quá, đặt thứ nhất cả đời, đi ngủ. Đấy, cái cảm giác lười biếng ấy. Thế thôi, thì não phúc đạo, não nó ở cái trạng thái y như vậy, không học được, sẽ không tiếp thu được. Vì thế họ cứ bảo là tôi đặt mã không vào. Đất thơ, bởi vì có chịu đặt mã không vào, bởi đặt mã không vào tức là ở não có cái màng gì đó, vô hình nó che đi. Thì bằng cái lúc mà mình làm quả như thế đó, là mình là phá vỡ cái màng ra. Phải nhắc nào, em có hiểu ý tôi không? Dạ. Tức người nào bảo tôi đọc mãi không vào đấy, rõ ràng thôi, bởi vì là nôm na, để cho giải thích cho anh em hiểu, nôm na là trong màng não mình, màng gọi là mình, não tôi không tiếp thu, tôi không tiếp thu nổi. Đừng, đấy là tin lành đấy, tưởng là dữ nhưng mà là lành đấy, vì lúc đó cái màng ấy nó ngăn cản mình, để không cho mình tiếp thu. Thì bây giờ mình làm gì ạ? Cố đi chọc thủng cái màng ra. Chứ đừng thấy cái màng không thu thì thôi thì ngủ luôn. Nên anh em tập nhiều cái như thế, tự nhiên đầu mình sẽ minh mẫn, sẽ có cơ thể minh mẫn. Mà đặc biệt đấy, trong những tình trạng mà rất bi đát mà đầu óc anh vẫn minh mẫn được. Trong lúc mà thậm chí mình là mệt đấy, thông thường những lúc mà chúng ta mệt, nhiều lúc mà trong kinh tế, trong kinh doanh chúng ta phải làm những cái quyết định mà rất phải nhanh. Nhưng mà lúc đấy cái tình trạng sức khỏe chúng ta lại kém, có đúng vậy không ạ? Có đấy, đúng. Thế và nếu mà mình mà không kiểm soát được trí tuệ của mình ấy, thì mình sẽ ra những quyết định sai lầm và sau đó hậu quả thế nào. Nhưng nếu mình chịu tập não đấy, tập não đấy, mà nó có thể hoạt động được, nó hoạt động full syllabus, nó chức năng của nó hoạt động chính xác ấy, kể cả trong cái lúc mình mệt mỏi mà nó vẫn ra quyết định đúng đấy, thế thì cái sự kinh doanh của mình sẽ được đảm bảo hơn. Amen. Sẽ đảm bảo hơn. Thế nên anh em, cái phần thứ hai đó là gì ạ? Về nghèo khó về trí tuệ đấy, thì anh em phải chịu làm khó về trí tuệ của mình. Ok, chịu phải đọc sách, không hiểu cũng mặc kệ, cũng phải đọc đi. Không hiểu đừng có bọc, tôi không hiểu tôi không đọc nữa. Chính cái không hiểu của mình phải vươn ra là tôi không hiểu là cái màng. Nhiệm vụ của mình là phải phá cái màng không hiểu đi, phá cái màng mà nó che phủ mình đi đấy. Nhưng trong cái thánh có nói là cái gì ạ? Cái perkrovaler, cái màn che phủ thời cựu ước đấy, đừng mình phá tung nó ra đi bằng cái sự đột phá, là sự chết đấy, cái chết Chúa Giêsu đấy. Đấy là bằng sự chết, tức là mình chịu chết cái gì đấy đi, tức là mình đang buồn ngủ đấy, mình chịu chết, bắt tung ra, từ mặt nữa, không phải vậy, phải cầu nguyện, phải đọc, phải học, phải phá tung cái màn đi, thì bắt đầu một sự sống lại. Ok, nguyên tắc của Chúa đấy, tất cả nguyên tắc này là đầy hết trong thế gian, Chúa dùng rồi. Chỉ có bây giờ mình đọc ra thôi. Điểm thứ ba là nghèo cái gì ạ? Chúng ta vừa nói về nghèo về quan hệ đúng không? Nghèo đầu tiên là cái gì? Về tiền anh biết rồi. Nghèo đầu tiên này. Tại vì là nghèo là cái gì ạ? Nghèo là thiếu tất cả cái gì mà ngược với giàu. Thiếu tiền là một. Cứ giàu thế nào định nghĩa giàu nhau thì nó cứ ngược hết lại cái đấy. Nghèo thứ hai cả. Thứ hai là nghèo về trí tuệ. Thứ hai là tài sản. Thứ ba là trí tuệ. Rồi cái phần nghèo mình có thể liệt cùng với cả kia luôn, trong nghèo ok ba nó không cần, nó không có nhất thiết phải thiếu mua con nghèo là nghèo về xã hội, nghèo về quan hệ xã hội đó. Thế bây giờ chẳng hạn nhé, em để ý này, bây giờ mình có rất nhiều tiền và nhiều tài sản đấy, nhưng mình không biết để phục vụ ai, có phải nghèo không ạ? Mình không biết là tiêu cho ai cả, mà mình chỉ có lúc nào cũng ngồi ăn uống thoải mái, các thứ cái gì muốn cái gì có cả, nhưng mà không biết được để mà tiêu cho ai. Tài sản lớn quá, một mình con người không thể tiêu hết được đâu. Thậm chí có phá, nếu kiểu giàu phá họ không chết, họ phá nổi hết cơ. Tại vì có lúc mà quản gia bắt lại không cho phá, gọi là uống rượu định bếp để đốt cái nhà đó, thì quản gia giữ lại, mà không ông chủ ngồi đây, không tao muốn đốt nhà, không được, ông chủ ngồi đây ông say rượu, cũng không đốt được, phá được, có lúc phá không phá được cơ. Thế là khi đấy chúng ta có thể giàu nhé, chúng ta giàu về quan hệ xã hội đấy, là mình phải tiêu cho ai. Nên nhiều người bây giờ họ nghèo ở chỗ nào, họ có nhiều tiền trong túi, nhiều người gọi là đại gia tỷ phú đấy, nhưng họ vẫn không biết tiêu cho ai cả, họ là nghèo đấy. Thế khi mình hiểu định nghĩa về nghèo nhá, thì mình sẽ hiểu mình, ô hóa ra mình cũng không kém với họ đâu, mình có điều khác hơn họ, mà họ đang nghèo họ không biết họ nghèo, họ lầm tưởng họ giàu, họ chỉ là con rối trong tay ma môn thôi, mà họ không hiểu, họ có tiền bạc mà, nhưng họ không biết tiêu cho ai cả.
trong đó những người tỷ phú thật đấy, ví dụ như là Warren Buffett hay là Bill Gates chẳng hạn đấy, đấy họ biết tiêu ra, họ biết tiêu ra và họ nghèo và họ giàu, mà thậm chí cái người rất, những người đấy rất là sao, rất là bình đẳng, rất là đơn sơ. Một mình cái ông đấy nhá, lúc mà ông là giàu nhất thế giới đấy, Bill Gates đấy, mà đi đâu đi xe chở xe chống đạn, vệ sĩ không phải một đám vệ sĩ đi dẹp đường, mỗi một cái xe, mỗi một vệ sĩ đi vào đi ăn đó, vào quán ăn nhanh ấy cũng đứng xếp hàng như mọi người, tất nhiên mọi người họ nhường, họ cũng ngày vào đây mà cũng xếp hàng, cũng bình thường, cũng đứng xếp hàng. Thì tỷ phú còn đi xe buýt Bill Gates đấy, vâng, đấy họ thì tức họ tỷ phú là họ là gì, đấy là những người giàu thật đấy, tức họ thoải mái, họ giàu, họ cả giàu thật đấy, tất cả an ninh họ thấy bình an. Thế còn cái kẻ kia mà có cái tiền ra ngoài nó giật mình muốn cướp, chỉ có thế thôi, thế thôi, khổ nó phải thôi. Thì đấy kẻ nghèo, kẻ đâu có giàu đâu, kẻ đấy là tự mình là nhốt mình trong một cái giọ đấy. Họ đơn giản, họ tình trạng họ đáng thương như tình trạng của những con gà chỉ bị đạp thịt đấy, nó được ăn con lợn đấy, được vỗ béo, có thấy chưa, thoải mái đấy. Thế nhưng mà vỗ béo trong này cũng chỉ ở trong cái chuồng lợn thôi, để lúc nào đó sẽ bị đằng thịt. Thế thì thằng Bượng giống thế quá. Cũng thế thôi. Đến lúc nào đấy. Đến giàu mà không nghèo xuất hiện. Họ không phải là giàu đâu mà. Họ có thể trí tuệ họ khá khá rồi, nhưng mà về xã hội đây họ không có giàu đâu. Hội mafia, những hội tham nhũng đấy. Những hội đấy, những hội đấy là những người nghèo, những người đấy người rất khổ nhá. Họ chỉ sợ là bị ám sát thôi. Họ chỉ sợ là bị va chạm vào đấy, sợ bị trả tù thôi. Thế thì cái đời sống họ thì lúc đó chỉ lơm lớp này. Nấm nớp nó có ai nó đánh mình, ai nó giết mình, nấm nớp mất thế chẳng có gì mà nghèo mà giàu à? Giàu là phải thoải mái, bởi vì chúng ta nhớ cái định nghĩa giàu sự dư dật sung mãn mà, thì thoải mái nữa mình dư dật sung dật. Thứ tiếp theo là mình nghèo ở cái gì, cái người ta nghèo ở cái gì đó, về sức khỏe đúng không ạ? Sức khỏe đấy, tại vì sức khỏe mà nghèo đấy, nghèo sức khỏe đấy, thì nó không cho phép cái người đấy được hưởng thụ và không biết được thế nào là giàu. Thì sức khỏe mình mà kém đấy, ví dụ người là mù, mất tai, mất chân, mất mắt chẳng hạn, họ không cảm nhận được, họ không biết là họ quan hệ với ai. Nên là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sức khỏe tốt đấy, hãy giữ cái sức khỏe đấy và phát triển nó lên. Amen. Chứ đừng có là tiêu pha cái sức khỏe đấy là chơi bời bù khú cờ bạc, bia rượu, xong rồi ABC, phí sức khỏe, phung phí sức khỏe. Ok, nên là mấy cái vị mà học sinh học viên trước đây ở ngoài chợ đâu hết rồi. Không có đây, nó đang đi làm giàu à, sân môi. Trong lúc trời mưa là mà kêu không bán được cái gì. Thế mà không đi về để học, để mình nghỉ ngơi. Nó nghèo là thế. Nghèo đấy, cứ chạy. Ông nghèo trí tuệ mà nó không biết là nó thiếu trầm trọng. Tiếp nữa này, khi nghèo đấy là sẽ nghèo về cả, chúng ta vừa nói về nghèo umspenai đúng không? Nghèo trí tuệ đấy. Nghèo trí tuệ chúng ta có thể mở thêm một cái phần nữa là nghèo về cả về học thức nữa. Trí tuệ nó khác nhé. Trí tuệ là để cái phần trước mà chúng ta nói đấy, là trí tuệ rất nghèo về. Đúng rồi, anh nói đúng rồi, nghèo về tư tưởng. Tại vì khi mà cái câu mà chúng ta nói đấy là phàm trong việc gì hãy nhận biết Đức Chúa Trời đấy. Đấy câu đấy nói thế. Để lúc đó mình sẽ có sự sáng tạo. Mình thấy cái này mình phát ra được cái này. Phải như hôm nay chúng ta nói vừa nhiều hiến kế cho ông cậu Ara một cái tư tưởng đấy. Ông bảo tư tưởng hay thế. Dạ. Làm một tí thôi, nó thực ra nó rất đơn giản thôi. Mình trên một số nguyên tắc của Đức Chúa Trời thì mình sẽ không thiếu tư tưởng khi mình mà đấy, tức không phải là kiến thức nó khác nhá, kiến thức vẫn cần, nhưng mà nghèo trí tuệ tức là nghèo sự sáng tạo, không có những tư tưởng, không có những cái gọi là cái hướng định hướng gọi là nó đột biến creative đấy, nó khác người. Đấy, cái người giàu người nghèo, anh em biết cái người giàu người nghèo khác nhau ở chỗ đó, cũng người nghèo ấy là cả một đám đông, chúng ta nhìn thấy cái hình 95% rồi đấy, không phân biệt ai cả, nhưng mà giàu thì nó chuẩn đấy. Nó chỉ một số ít thôi, tự nhiên nó atlichit hẳn những người khác luôn. Nên cái điểm thứ năm mà chúng ta nói đó là nghèo cái gì ạ? Nghèo về trí tuệ đấy. Kiến thức. Thứ hai là trí tuệ rồi.
Thứ hai là nghèo về trí tuệ, vâng, đây là nghèo về kiến thức. Thứ ba là thiếu mối quan hệ xã hội. Thứ tư là nghèo về sức khỏe và thứ năm là trí thức. Kinh nghiệm, trí thức là sự sáng tạo. Trí tuệ là sự sáng tạo. Nên mình nói rõ, mình phân tích rõ hơn một chút ở cái phần này. Kiến thức là kinh nghiệm. Kiến thức khác. Có ở đây, ở điểm thứ hai mà chúng ta nói về nghèo về trí tuệ là nghèo về cái gọi là cái tư tưởng đột biến ấy. Đấy, cái sáng tạo ấy. Vì thế mà ai ấy, dù bác chẳng có ý tưởng hay đấy, nhiều có nhiều người ấy, họ có thể không có tiền nhưng họ có nhiều rất ý tưởng hay, họ đang giàu ấy, mà họ chưa biết. Họ chỉ cần kết hợp thêm với cả nghèo về quan hệ, à giàu quan hệ nữa này, giàu này để cái tư tưởng họ được áp dụng thành hiện thực. Thì thêm một số điểm thôi, vì chúng ta nhớ là giàu là có 7 điểm cơ mà. Nên mình biết nối kết với nhau thì mình sẽ càng tốt. Cũng như tương tự đây này, cái 7 điểm ấy cũng tương tự như 5 cái ngón tay này, chẳng hạn anh để ý đây. Nếu mình chỉ dùng một cái, tôi đã giàu, cả một ngón tay thì tôi bê cái này rất khó. Đúng không? Hai ngón tay thì bê chặt hơn. Hai ngón tay, ba ngón tay chặt hơn nữa. Sau đến khi càng nhiều ngón tay đấy thì mình càng nắm càng chặt. Đúng không ạ? Càng nắm ngón tay càng cũng vậy cái sự tất cả cái start, tất cả các thành phần của sự giàu ấy, mình càng nhiều ấy thì sự giàu nó càng bám chặt mình. Nên mình thiếu cái nào thì mình phải phát triển nó. Còn cái nào mình đã có rồi thì mình sao hoàn thiện nó đi. Những nguyên tắc của Chúa đấy là cái chi thể nào sao ạ, phải yếu đuối đấy, yếu thì phải tập luyện, yếu đuối sao thì phải lo tưởng nó để mà sao cho nó mạnh lên. Còn cái thằng mà cái chi thể là mà sao mạnh rồi đấy thì sao làm cho yếu đi, thì hỗ trợ và các tư tưởng khác thì mình hoàn thiện hơn nữa. Cái nó tốt rồi thì hãy sao cho hoàn thiện tốt hơn nữa, chứ đừng cũng đừng dừng lại. Nào mạnh cho yếu. Cái mục thứ năm là gì nhỉ? Kiến thức đi hay là cái gì? Sức khỏe là. Còn cái tiếp theo là đây này là thiếu cả những cái gọi là những gì nhỉ? Đất chi dê nha, tiếng Việt là thiếu những thành tựu thành đạt, và thiếu những thành tựu đạt được trong đời sống của họ. Kết quả. Nói chung là tham tự xem bản không là này thành tựu ấy, có thành tựu ở đấy, họ nghèo thành tựu nữa, họ không có thành tựu trong đời sống của mình, trong đời sống họ không đạt được cái gì đấy thì họ cũng là nghèo đấy. Thế họ chỉ có gọi là chỉ có sinh ra lớn lên ăn uống ngủ đẻ xong rồi chết, tôi không có thành tựu và để lại trong đời sau đấy, để lại trong dòng mình và để lại trong đời sau ấy, thì đấy là nghèo đấy. Ok, để cho mình biết là thế thì mình làm việc thì mình phải nhớ để cho đời sau nữa, để lại cái dấu ấn trong lịch sử của mình đấy. Ok, mình để lại dấu ấn trong lịch sử nữa. Có thể để lại một phát minh. Đấy là giàu, đúng là cái người mà họ phát minh ấy, họ là người giàu ấy. Bởi vì đời họ đã qua rồi nhá, mà là cái tài sản họ vẫn còn được sử dụng biết, đấy là người giàu đấy. Người giàu về cái mặt đấy, về cái mặt đấy thôi. Và hiển nhiên cái điều cuối cùng mà chúng ta nói là nghèo là gì? Nghèo về tâm linh. Tức là có hết tất cả cái kia mà không có Đức Chúa Trời thì vô ích. Có sức khỏe rất tốt, trí tuệ cực tốt, kiến thức cực tốt, kinh nghiệm cực tốt, quan hệ xã hội cực tốt, cực rộng. Nhưng cuối cùng này bị đốt trong hồ lửa này thì chẳng có giá trị gì. Vì được cả thiên hạ mất linh hồn thì chẳng đi chỗ được cả. Nên chúng ta nhớ lại cái từ Bhagat tươi là gì ạ? Bố. Là bố, có Đức Chúa Trời. Và tôi biết tươi là gì ạ? Nhiều tai họa. Nên họ có thể ở trên đất này họ đầy đủ tất cả các dư thừa điều kia. Thế nhưng kết cục của họ là biết đa ở trong Leo là bị biết đa tai họa đấy, thế thôi đấy họ nghèo rồi, thì khốn khổ rồi. Bọn nó bảo là bọn Tây có câu là đừng nói mình nghèo, lúc nào mình nói là giàu có thì mình sẽ được giàu có. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta ôn lại cái bài cũ, chúng ta nhớ là có là bức tranh nền kinh tế, bức tranh về tài chính thế giới ấy, nó như thế nào, ai có thể phát biểu cho tôi nào? Chia bốn phần hay là theo kinh tế sẽ xuống dốc bắt đầu từ năm 2008 cho đến 2013 vẫn xuống được 14, 15 là đáy, và 16 là nhích lên, sau đó đến cuối năm 16 đầu 17 lại xuống tí, sau đó là từ cuối năm ba cũng nhớ phết nhỉ, bác nhìn trí tuệ bác cũng trí không bao nhớ phết, bác tình đấy. Kinh tế là sẽ đi lên chính thức là từ 2015. Cái này quan trọng. Đấy, chuẩn bị chưa? Vâng, nhớ. Vâng, nắm được. Chiếu đang chiếu nó vào luôn. Nghe nó vào đấy.
Phải nó mất cái đó. Năm nào là tung ra nó. Tung ra thì là mày cũng được phát. Nam nói lại nào anh em, đấy là chuyện từ bức tranh đến hình ảnh như thế, nhưng còn còn về người ấy, và tài sản ấy, nó phân chia nào, cái sơ đồ phân chia tài sản thế giới nó gồm nôm na như thế nào? 80% là dành cho một nhóm, một nhóm là một. À đâu, 80% là người chia đôi, chia đôi, chia đôi. Một bên gọi là bên bên là nghèo, một bên là 95% là giàu. Và tất nhiên mình đang nói mình sẽ xoáy, những tiếp theo là mình sẽ xoáy về tài chính đấy. Ở đây những cái bài học mình sẽ dạy về tư duy nhé, mình sẽ nói về tư duy và để đào tạo tư chất. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói về cả về tài chính nữa, vì chúng ta vẫn đang thiếu cái chuyện này. Điểm đầu chúng ta đang thiếu mà tài sản với cả tài chính tiền bạc đấy, mình đang thiếu. Thì mình xem bức tranh tài chính, mình không nói bức tranh giàu có, bức tranh tài chính thế giới thế nào, tài chính tài sản các thứ nó thế nào, nó phân bổ nào. Để mình đi sâu rồi, tại sao em nói đi. À, chỉ là thành 4 nhóm, nhóm thứ nhất là chiếm 80% nhưng mà chỉ có 1% là tài sản. Còn nhóm thứ hai thì nhóm thứ nhất là những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, người làm công, người làm thuê, nói chung là tất cả những người làm thuê. Còn nhóm thứ hai là về những chủ doanh nghiệp nhỏ, rồi những tiệm tạp hóa hay siêu thị, thì họ chiếm 15% nhưng mà họ chiếm 4% của tài sản. Đấy là vẫn là vẫn là nhóm thứ nhất đấy, nhóm, nhưng mà một nhóm nó chia là bằng hai nhóm, nhóm. Thì nhóm thứ hai chia rồi này, sau đó chia tiếp này. Còn nhóm người giàu cũng có hai nhóm, thì nhóm số 3 là chủ doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn thì họ chiếm 4% nhưng mà chiếm 15% tài sản của thế giới. Còn nhóm thứ tư thì là những nhà đầu tư sừng sỏi và nắm đầu hết tất cả. Còn nhóm còn lại là bên nhóm người giàu thì họ chiếm 1% nhưng mà 80% của tài sản. Kinh cũng 1% chứ 80% tài sản. Thế mình xác định là mình ở vị trí nào chưa? Số 1. Một, bước mơ, bước mơ. Thế mình toàn ở nửa bên này. Mình toàn nửa bên này này. Mình toàn nửa bên này. Nửa của 95% dân số mà chiếm 5% tài sản. Mình có thể ở 1 hoặc 2. À, có lúc thì một mình làm thuê mình nhảy sang mình làm riêng, không có lúc mình làm bị phá sản chán thì quay ra làm thuê, đấy nó cứ nhảy một hai nhảy cứ bật đấy mọi người. Vậy là ngày xưa mình đi học sai, cứ học bắt đấy một hai đến chắc chắn mà cứ làm cứ 1-2 thôi. Mà ngay cả ông Kiyosaki đấy, ông giảng đấy, người ta giàu nhá, người ta làm đúng một thời gian nào, nhưng cái thời gian dỗi họ đấy là thời gian để họ làm giàu đấy, chính thời gian rồi. Thông thường mình tưởng là giàu có là cái lúc mà mình đang bận đấy, công việc mình bận này, mình học thật nhiều xong mình làm thôi, cái đó cái đấy là mình đang làm cho người khác. Còn giàu phải giàu cho mình nữa mà. Sau đó chúng ta sẽ học cả phần nghệ thuật đầu tư nữa, đầu tư ở đâu nữa, đầu tư là gì, đầu tư ở đâu nữa. Thông thường nhiều lúc mà chúng ta bao nhiêu người với cái hệ tư tưởng của 1 và 2 đấy, họ vẫn đầu tư đâu đó, họ cứ tưởng họ đang chủ đầu tư. Nhưng vì họ không biết cái luật đầu tư nên chẳng mấy chốc là muốn chui sang hà ra nhưng nó có đánh bật trở lại. Nó chỉ tiền ấy thì vào đây nhưng mà người thì bật ra đó đoàn gì. Tức là mình cũng muốn chui vào mà thì nó vào đi, ok vào đi, cầm cả tiền vãi nữa, anh vào mình thì ông anh tôi không cho vào, nhưng anh mang cả tài sản anh bao nhiêu, mấy trăm triệu, nhiều tỷ, được tài sản này, tài sản chết được, ok vào đi, cho nhau chờ được. Ví dụ câu lạc bộ chẳng anh sàn nọ sàn kia nhỉ, vào đi và vào lúc rồi, nhưng mà hệ tư tưởng mình nên vẫn là tư tưởng của thứ nhất của cái bên này. Thế thôi, và một lúc đấy thì tài sản mình để lại và nó đẩy ra lại quay trở lại 1-2. Thế thôi, còn đôi kia nó cứ mời vào mà nó đưa cho mình cái ý tưởng là đầu tư thì chủ đầu tư chứ lại nó đầu tư rồi. Muốn đổi đời muốn sang đây thành ông chủ nhưng mà hệ tư tưởng chưa thay đổi. Nên chúng ta xem cả cái chưa thay đổi, chưa thay đổi về sự giàu có, về cả kiến thức, về trí tuệ nữa. Mày cứ đòi nhảy sang đấy, nhảy không kịp. Chính nhảy không kịp thành ra các tài sản của mình ấy, đến mình rút ra không rút kịp nữa, bị nó hất ra. Cướp trắng luôn. Cướp luôn, hất ra, đấy là tài sản. Tại vì sao? Cái trí tuệ không phát triển tương ứng với cái tài sản đang có. Nên là khi vào ấy thì nó bảo ok vào đi, nhưng khi nó đẩy ra thì trí tuệ rất muốn giữ nó,
nhưng mà trí tuệ lại không phát triển kịp, thế là nó văng người văng ra, còn tài sản nó để lại. Mà cái chuyện tài sản đấy cũng biết rằng là tài sản để lại ấy, cũng nhắc lại cho mình tài sản đấy không phải của mình đâu, nên tất cả gì mình đang có nó chỉ là tạm thời thôi, nên đừng có để lòng trong đấy. Bây giờ chúng ta xem có gì bổ sung nữa không anh em, của bài cũ đấy. Trong bài cũ có cái điểm gì nữa mà anh em cảm thấy chưa hiểu hay là hiểu rồi mà chưa sâu? Cũ là tại sao dòng này thế giới chia ra là những thành phần giàu nghèo khác nhau này, để mình đi sâu rồi tại sao ấy? Nghèo thế là có bảy cái điều hôm nay rồi đúng không, nào là nghèo, tại sao giàu thế là bài hôm trước rồi đúng không? Vâng. Có cách nào mà bóc tách nó kỹ hơn một tí nữa? Bây giờ nhá, bí quyết thì tiếp theo chúng ta xem này. Một cái điểm sai lầm của người ta ấy là ai muốn giàu nhưng họ không phân tích rằng lý do tại sao họ nghèo. Họ có thể vẽ hay học các chương trình để làm giàu, đúng, tốt thôi, nhưng họ lại đi gọi là đi tiếng Việt gọi là quá độ đấy. Thông thường như chủ nghĩa xã hội đấy, muốn vượt lên chủ nghĩa gọi là hoàn thiện hơn đấy, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản theo theo cái luật gọi, cuối cùng là sao còn thê thảm hơn cả cả trước nữa, xã hội còn xuống cấp trầm trọng, đặc biệt đạo đức còn thê thảm hơn nữa. Và cuối cùng là vẫn cứ phải quay trở lại mà, nhưng lại trả giá rất nhiều. Nên có cái gì nó có kỳ của nó, phải trải qua thời kỳ đó. Đúng, cái ý tưởng mà ai mong muốn có chương trình để làm giàu đấy, chứ bình thường đúng phải làm. Nhưng mà trước khi làm giàu mình phải xuất phát điểm mình ở đâu đã. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời đấy, mình muốn lên thiên đàng đấy, từ từ mình giải quyết vấn đề của tội lỗi đó. Nên tại sao có nhiều đạo giáo khác ấy, họ cứ giảm một người lên thiên đàng nhưng họ không giải quyết vấn đề tội lỗi, không giải quyết được triệt để tội lỗi. Như thế mà sao họ vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi? Thì cái nguyên tắc này vẫn áp dụng ở trong kinh doanh mà, hay trong các lĩnh vực khác. Mình muốn được hoàn thiện hơn thì mình phải biết mình đang ở điểm nào đó. Mình cái chương trình là thoát ra khỏi nó để bắn lên, để bắn lên chương trình tốt hơn. Chứ không tự dưng mình, tôi chỉ biết cái điểm cuối và điểm đầu, tôi chẳng biết, tôi không cần quan tâm, không được. Tất cả nó phải có gì ạ? Có bệ phóng của nó, đúng không ạ? Tên lửa hay là cung mà anh bắn đi, súng đạn ấy, đều phải có bệ phóng, đều phải có cái gì để mà từ đấy mà nó phóng đi ấy. Chứ không phải cứ từ đâu từ chẳng có cái gì tiếp nào, không có, nó có bệ phóng. Mình phải xử lý cái điểm mà mình đang làm. Thì đây chúng ta đang thực hiện, chúng ta đang nghèo, đúng không ạ? Vậy chúng ta nghèo, chúng ta sẽ bây giờ phát hiện này, tại sao nghèo, để sẽ xoáy câu hỏi tại sao nghèo, đúng không ạ? Nguyên tắc về nghèo đấy, thì nghèo ấy một bí quyết nghèo nữa. Thì nguyên tắc nghèo ấy, nguyên tắc thứ nhất này là đó sự không hiểu biết, không hiểu biết cụ thể cái gì, không hiểu biết thì Kinh Thánh nói rõ là dân ta bị diệt là sao ạ? Vì cớ thiếu sự không biết. Khi chúng ta không hiểu đấy, cái sự hiểu biết ấy, cái trí thức ấy, nó chính là ánh sáng đấy. Vì thế nhiều lúc mà chúng ta hay nói là cái người này sáng lòng là trí thức họ có. Nên khi đưa một cái vấn đề nào đó, họ biết cách giải quyết. Vì trong đầu họ ấy, đã hình thành cách giải quyết như nào rồi. Anh em ạ, anh em phải biết là những người họ làm việc đấy, họ giải quyết vấn đề đấy, là khi nói ra vấn đề đấy, là trong đầu họ đã có hướng giải quyết rồi. Tương tự như là những người mà các cao thủ chơi cờ đấy, thì họ đi nước này là trong đầu họ đã có nhiều nước khác rồi, hình thành thế rồi. Chứ không phải là như chúng ta là cứ đi còn chả biết nó ra sao, nước đến đâu nó đấy, trời sinh voi sinh cỏ mà, cứ làm đi, không chết đâu mà lo. Xong rồi ỉ lại với câu mà chú nói rằng là đấy, chim ấy nó có cần phải gặt gieo gặt đâu, nó vẫn ăn cỏ cây cỏ đấy, nó vẫn sao, nó vẫn mọc, nó vẫn ăn hoa huệ ngoài đồng ấy, vẫn mặc cái tốt nhất hơn cả vua Salomon. Thì chúng ta cần phải làm nữa, cứ ngồi cầu nguyện thôi, cứ ngồi mà hát thôi, rồi cứ làm đi thì chẳng phải lo cả, chú lo hết rồi mà, mình trông cậy với Chúa đấy. Nó ỉ, đây không phải sự trông cậy mà là sự ỉ lại. Họ lạm dụng cái từ trông cậy đấy để mà đổ thừa trách nhiệm cho Đức Chúa Trời về việc mà họ phải có trách nhiệm về mình và cái hoàn cảnh của mình.
và cả số phận của cái dân hay số phận của xã hội, cộng đồng họ đang nắm ở trong đó nữa. Họ bảo là Chúa làm, Chúa lo hết rồi. Nhưng mà ở bề ngoài rất hay, bảo là tôi trông cậy vào Chúa, Chúa là cha của tôi, Chúa chăm sóc tôi. Ừ, đúng thế. Thế nhưng mà cái lõi bên trong của người đấy là lõi của sự ỷ lại, ngụy trang bằng hình thức là trông cậy hay là ân điển vân 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 vân. Chúng ta cũng đang nói về sự mà không hiểu biết đấy. Mình không hiểu, biết cụ thể, không hiểu biết cái gì. Thứ nhất này là mình không hiểu biết chúng ta là ai. Đặt nhiều câu hỏi mọi người, bạn là ai? Họ nói tôi là Cường, tôi là Phương. Thế thôi, nhưng bạn là ai? Bây giờ anh thử, anh em đặt câu hỏi cho tôi là ai? Có nói được không? Tôi là tôi, tôi là Trần Hùng Đoàn, tôi sinh năm nay, hết. Thế thôi, thực sự tôi là ai? Mình vẫn chưa nói giá trị cả, còn giá trị tên, tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Để mà nói, đấy là cái gọi là cái vỏ ngoài. Để mình xem thôi, mình chỉ toàn nhìn cái bề ngoài thôi, bố là ai thì mình không biết. Tôi là một con người được Chúa Trời tạo dựng lên và chúng ta phải... Hay là tôi lý thuyết như vậy, và như mình, nhưng ok, lý thuyết chuyện nhiều lúc mình còn thông hiểu mình là ai cơ. Mình là ai? Chúng ta biết mình là ai không? Hỏi em. Còn tham lam mình đặt ở vị trí cao quá thì... Đừng lo, đấy là... không phải tham lam, đây này, trong kinh thánh nó nói rõ nhá, là chúng ta là gì, đỉnh cao của sự tạo hóa của Chúa Trời, đỉnh cao của sự tạo dựng đấy, đỉnh cao mà. Đây cũng không phải là do mình muốn hay không, đây là ý muốn của Đấng ấy cho mình như vậy. Và ý muốn của Đấng ngay từ đầu nói là sao ạ, giống hình ta tượng ta, đặng quản trị các loài. Ý muốn của Đấng là như thế thôi. Đây có phải là ý của tôi không, tôi chỉ là lao công thôi, thì cả đời tôi lao công này. Họ không biết là, mặc dù họ lao công nhưng mà họ phải làm trung tín trong cái lao công đi. Sau từ đó là phát triển thêm nữa, chứ phải lao công là cứ lao công suốt đâu. Xong rồi sau đời mẹ lao công, đời con lao công. Và sau rồi là bố của tôi là thế. Xong rồi tiếp tục con tôi, cháu tôi thì lao công quét rác, Bởi nếu, tất nhiên, có cái kỳ đấy mình phải lao công, nhưng có kỳ nó phải hơn nữa. Để thế hệ khác làm lao công cho mình chứ. Ok. Anh em có biết không, ở Mỹ có một cái người nhá, họ chảy triệu phú nhờ cái việc gì biết không? Quét rác là được rồi. Hay là hót phân cho chó. Đi hót phân cho chó đấy. Quét rác thì vẫn còn xịn. Quét rác thì vẫn còn xịn hơn. Xịn hơn. Để quét rác xong, đầu tiên họ quét rác thật. Sau đó sao ạ? Bắt đầu họ có tổ chức được sao ạ? Thuê người. Từ bắt đầu họ có tổ chức hơn. Bắt đầu trở thành những công ty vệ sinh đô thị. Đấy. Sao họ không phải làm nữa? Tôi mình phải biết từ cái điểm đấy xong lên lên nữa chứ đâu phải tôi quét rác, lãnh đạo mà, nhớ là phải quản lý mà. Thế anh ta bây giờ anh ta không quản lý, anh ta quản lý gì ạ? Quản lý bao nhiêu người, quản lý thành phố nọ thành phố kia, quản lý gì, quản lý về vệ sinh của nó. Thiếu ông thành phố vậy là loạn luôn. Thiếu ông không được, thiếu tôi không được. Tôi chỉ cần dừng một công việc phát thôi rồi các con lép của các vị đã gặp hết. Rồi ngừng một bát thôi là rác cũng bị đầy đường luôn. Thế họ quản lý đấy. Và đặc biệt bây giờ anh em biết là những nhiều nếu mà làm ai làm ở trong lĩnh vực về chính trị đấy, lên thêm tí đấy mới thấy tầm quan trọng của các vị đấy. Các vị nó chậm phát thôi là tự nhiên là bắt đầu ảnh hưởng hết thứ ấy. Mình mùi hôi thối rồi rác rồi nó đầy ngập lên mình. Chỉ cần tôi chuyển nông na bây giờ anh chị em mà là chủ tịch hay là trưởng công ty bây giờ thuê người mà quét dọn đấy, đấy người đấy mà nghỉ phát vài ngày sẽ ra. Anh em phải tự đi dọn, còn nếu không thì anh em sẽ thấy luôn, sẽ thấy ngay thiếu người ta thế nào. Thế người ta vẫn quản lý. Họ vẫn là tướng lĩnh trong điều đấy, nhưng tất nhiên không để vị trí đấy mãi. Họ phải làm thành hệ thống, tức là từ nhỏ xong lên lớn. Chứ mà tôi chỉ nhỏ ra thôi, đấy là sự kiêu ngạo, trá hình. Dưới cái hình thức là tôi khiêm tốn, tôi khiêm nhường mà tôi chỉ nhỏ thôi mà. Đừng có tư tưởng cao quá lẽ, tôi chỉ người bình thường thôi mà. Thế là gọi quá lẽ. Có lẽ tức là vượt cả sự kêu gọi Chúa dành cho mình, vượt cái sự mà Chúa xác định đấy. Thế là có lẽ mình phải lúc nào phải làm cái gì để có cái chuẩn mực thì mới biết mình so sánh cái chuẩn mực, đúng không ạ? Cái chuẩn mực người này khác chuẩn mực người kia, nhưng nó là chuẩn mực của Chúa Trời cho người đấy, phải có cái chuẩn nó đấy. Amen. Chứ không phải là chuẩn mực của tôi cũng là chuẩn mực của ông, không được. Lấy chuẩn mực Chúa Trời ra so sánh. Chúa gọi thế nào thì hãy lấy chuẩn mực biết bao.
Thế mình biết mình là ai trong Chúa. Mà ngay từ đầu ấy, ngay như trong Kinh Thánh đã nói rồi, chúng ta dựng lên theo hình tượng của Đấng Christ để sao ạ? Để quản lý các loài, để quản trị các loài. Và chúng ta biết là theo cái hình tượng đấy thì cũng chia ra bốn loại người, đúng không ạ? Bốn loại người đấy, bốn loại người cũng tương tự với bốn loại người trong Kim Tháp Tứ Đồ đấy. Tương tự gần gần như vậy. Một loại người là chẳng muốn giống Chúa, chỉ muốn làm thuê thôi, chỉ đi làm thuê thôi, không muốn giống Chúa mà chẳng muốn quay cai trị. Nếu trong nền kinh tế thì mình nhìn thấy nó tương tự là loại người thứ nhất đấy, là tôi chỉ làm thuê, tôi không muốn, tôi làm thuê, tôi ổn, tôi gọi là ngày đấy lương tháng đấy 1-2 nghìn đô thế đủ rồi, cảm có vợ có con xong này đưa đi du lịch thế là ổn định lắm rồi, mua được thỉnh thoảng lên đời xe nọ xe kia, thăm nhà thăm thú nhà thế à, ổn định rồi. Cái loại thứ nhất là loại người không thích sống với Chúa Trời mà cũng chẳng muốn quay trị, chỉ đi làm thuê. Của họ, họ là sao? Họ ở lấy ý đến nô lệ đấy, lấy ý là đồng ý với cái tình trạng họ, tình trạng nô lệ của họ. Mà họ cứ tưởng ước mơ có rất nhiều ước mơ của họ trong lòng, nhưng ước mơ đấy nó chỉ là thành ra chỉ là legenda thôi, nó chỉ là câu chuyện thần thoại đối với họ thôi. Mà thực sự ước mơ đấy không phải là tự dưng có đâu, đôi khi là đặt đẻ trong lòng họ từ thời bé đấy. Nhưng họ không biết phát triển ước mơ lên. Thế đến lớn một tí họ thui chột ước mơ đấy và họ trở thành nô lệ rồi, cứ đi làm thuê cho chủ rồi. Để họ bóc lột hết sức lao động, tài sản, tiền bạc của mình, sức khỏe của mình, thời gian của mình, tri thức của mình, nhiều năm tháng mình học rồi hết rồi đấy. Với loại người thứ nhất, loại người thứ hai là loại người gì ạ? Muốn giống Chúa, à xin lỗi, không muốn giống Chúa mà thích quản trị. Đấy cũng tương tự như là cái loại người kinh doanh nhỏ đấy, thích giống Chúa, thì không thích giống Chúa, ta không thích làm việc cái giống Chúa nhưng mà thích quản trị lắm. Thì người này cái ý muốn tôi muốn làm, tôi phải quản lý ông làm gì, ông kia làm gì, là họ phải có doanh nghiệp nhỏ này, họ tự làm hết. Họ quản trị mà, họ muốn quản trị, tôi tự làm. Cái chỗ nào cũng những mối làm, chỗ nào ông làm gì, cái ông làm gì. Loại người, cái loại thứ ba là loại người sao ạ? Muốn giống Chúa, không muốn quản trị. Loại người gì này rất nhiều trong hội thánh. Người này thì nhiều lắm. Như loại người thứ tư ấy, là người chúng gọi đến ấy, là giống Chúa mà cai trị. Thế loại người mà Chúa gọi mình lên từ đầu, bất kể người nào được tạo, được sinh ra ấy, đều có sự kêu gọi như thế cả, ngay từ đầu rồi. Amen. Trước khi cả cái chuyện mà Chúa Giêsu xuống ra chết thay cho họ nữa, họ đã được gọi đến cái chuyện nữa rồi. Tất nhiên là mỗi người trong cái thời kỳ ở dưới đất ấy, là thời kỳ xác định, thì họ có một cái sự kêu gọi cụ thể hơn, có cái hạn, có cái phạm vi ảnh hưởng đấy, giới hạn. Tại vì họ bị giới hạn thời gian mà, vì thời gian trên đất họ có hạn, vì thế cái lãnh vực ảnh hưởng họ cũng bị có hạn. Nên khi chúng ta nói sự kêu gọi của họ trên đất ấy, là cái sự kêu gọi bị giới hạn ở trong cái hoàn cảnh đấy. Nhưng mà sao sự kêu gọi không có nghĩa là nó chỉ thế thôi, mà trong cái kỳ của họ là chỉ đến thế thôi. Nhưng mà sau đó họ phải có những cái sự sao, nhân bội về nhiều năm về sau nữa. Họ để dấu ấn của họ trong lịch sử, để họ đã về với Chúa thôi, nhưng họ vẫn cứ phải để dấu ấn tiếp theo, chứ không phải là chỉ có đến kỳ họ và thôi, xong chấm hết, xong đặt cái bia mộ xong hết, không thế được mà tiếp tục công việc họ phải đi bao nhiêu về sau nữa. Cái điểm thứ nhất là chúng ta không hiểu mình là ai nhé. Có cả những bài trắc nghiệm chúng ta ấy, sẽ bật ra chúng ta là ai nữa trong training nữa. Lúc bây giờ thích thú, bây giờ chúng ta đang nói với đại cương một tí đã, ok? Để sau đó mình khi mà chúng ta sau đó đi từng cái phần nhỏ hơn nữa, rõ ràng hơn về với cái dạng là training ấy, tập huấn ấy, không lý thuyết đâu, bắt đầu tập huấn mình là ai, mình có cái gì. Mà lúc đấy mình sẽ phải đặt người ta, mình nó viết ra này, viết ra ví dụ 100 tôi là ai, viết ra 100 cái hay là 50 cái hay 100 cái. Thế khi mình càng biết mình là ai thì mình kiến thức mình càng nhiều, chứ không phải tôi là Lê Xuân Thương, tôi năm này tháng này hết, tôi là một người đã may hết, từ từ tôi một đàn ông giống Chúa, tôi có thể ra giống được, giống tôi có thể sinh sản đầy đẫy được, đây là chân đất, tôi có thể làm cái này, tôi là người này, tôi người này, nó nhiều lắm. Thế ngồi mình chịu khó mình nghĩ đấy, đang làm việc chéo đấy, là người ta tư duy đấy, bắt đầu mới phát hiện ra. Thì khi mà chúng ta có một cái danh sách mình ai đấy, mình thấy ôi hóa ra cái này bao nhiêu năm nay mình không phát hiện ra mình là cái này, nên mình cứ không sử dụng nó, mình cứ vứt nó thôi, mà mình cứ tưởng cái bề ngoài cái này và vì chính thế mà mình cứ dùng cái này, mà cái này thì rất thấp, cái này thành ra cứ toàn phải đi làm thuê cho người khác thôi.
làm thuê như làm thuê trong cái dạng nô lệ thôi, chứ không làm thuê trong dạng làm chủ. Để biết mình ra. Điểm thứ hai là mình phải biết rằng mình có cái gì nữa. Trong bài trách nhiệm chúng ta sẽ có cái bài trách nhiệm đó là tổng kiểm kê tài sản của mình. Mình có cái gì đấy? Điểm thứ hai là mình có cái gì? Mình có cái gì? Cái hồi mà retreat ông sân của sư đồ Sunday đấy, và khi tổng kiểm kê tài sản thì mình thấy mình im gác hẳn luôn. Trước khi đấy mình thấy sao mình thiếu, nghèo, đủ các thứ. Khi mình kiểm kê tài sản mình khủng khiếp. Thì bên tổng kiểm kê tài sản nhé, tôi chỉ nói tài sản nhìn thấy thôi, tôi chưa nói tài sản vô hình, tức là tài sản vật thể, chưa nói tài sản phi vật thể nhé. Có tài sản phi vật thể cực kỳ giá trị, chúng ta muốn nói tri thức đấy. Nhưng đây chỉ cần nói tài sản vật thể thôi. Mời cậu đại ca lên đây. Mời em lên đây. Phi vật thể. Vật luôn. Bây giờ em đếm luôn. Trên người em là có giá trị bao nhiêu tiền? Vật thể đấy. Vật thể. À, đồ dùng. Em cứ đếm đi, cái gì nhìn thấy, cái gì mà em thấy được vật thể. Thân lưng 20 cả. Áo nó bột này. Nào. Áo. Thân lưng này bao tiền? Thân lưng này 20 đồng thôi. 20 đồng thôi. Đắt quá. Áo nó bao tiền? Áo này là đồ cao trâu, miễn phí. Nhưng mà vẫn có giá đấy. 15 đồng. 5 đồng đi, 25 đồng. Ok. Kính bao tiền? 15. 50 đồng. 200 nghìn. 200 nghìn không tính ra tiền Việt Nam đi. À tiền U ở đây là 20. 50 đồng. 50 đồng. Được rồi, giày bao nhiêu? 5 đồng. Giày 700 đi. 700 clip á? Đắt thế. Thôi cứ cho thế đi. Tại này còn chưa kể mùi trong đấy đấy. Mùi cũng vật thể với người đấy mà. Vớ khoảng độ 500 đồng, còn hơn đồng hồ. Không, đồng hồ tiền có không? Có tiền 20. Thấy chưa? Tới 10. Thế bây giờ tổng, thế tổng nhìn thấy trong người là bao nhiêu tiền? Có thấy không? Có chìa khóa nữa, có căn phòng trong phòng có đồ. Ừ, được rồi. Nó là gì? Không có tiền. Thế có nhìn thấy cái gì đó không? Tim, gan, tim hơi thở. Gan, thở, phổi. Thấy, và biệt kê ra thấy. Thông thường ấy là người ta chỉ có thấy là tiền là đây, quần xịt từ quần đủ các thứ hết. Thế kín nhất là bảo gì quần xịt là kín hết, không còn gì nữa. Tìm nó đi. Mà răng này, răng em cũng đẹp phết đấy. Bán được hết. Bán làm răng ra tiền. Răng bây giờ gãy một cái biết là bao nhiêu không? Nhìn luôn đấy. Mà đây có 32 cái. Mặc dù vẫn chưa sửa, vẫn chưa đánh sạch. Quy định là không hết đấy. 32 cái. Thế sau đó mình lọc ô hồ, thế tài sản trên mình, trên người của mình ấy là thậm chí là mình vô giá luôn. Thế mình cứ mình nghèo. Thế mình không nhận thức được mình đang có cái gì. Mình cứ nhìn vào cái này, tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái này, ô tôi nghèo thế nhỉ. Và đó là cái hệ ý tưởng người nghèo đấy. Bị nghèo thế mà nó nghĩ như người nghèo luôn. Nghĩ người nghèo, và đó là suy nghĩ kiểu của cái dạng người nghèo. Mà chúng ta đã nói là có cái chuyện đắt nhất là hoàng tử với cả ăn mày đấy, ông vua với người ăn mày đấy, thử cho đổi họ đổi vị trí đi. Cái tư tưởng của người vua kia ấy, thì mặc dù họ bị ăn mày nhưng mà vẫn là tư tưởng của vua. Không được, vẫn là sang, mà nghèo vẫn sang nhé, sự sang trọng đấy, họ vẫn khác, có cái tư duy họ vẫn khác. Thế còn cái ông ăn mày kia sao vừa nhảy lên phát được làm vua, bắt đầu đúng con tung tóe, chả là cái gì cả. Thì cái hệ tư tưởng của người nghèo đấy nó nguy hiểm lắm. Tại vì người nghèo người giàu nó khác nhau. Nếu mà trong tài chính nó chỉ khác nhau một phần tư tưởng thôi. Tư tưởng đấy. Thế đức tin là vân vân, nhưng chỉ cho tư duy của họ khác nhau. Cái lớp nghĩ của người nghèo khác hẳn với những người giàu. Người nghèo lúc đó nói là tôi không làm được, tôi không thể được, tôi cái này tôi bị hạn chế, tôi không thể. Đấy họ đang nghèo mà. Nên cái từ của nó luôn luôn. Cái câu mà của họ ấy là câu cửa miệng của họ là không thể được, không biết, tôi không biết, tôi không thể làm được, tôi không thích làm. Đấy là câu của người nghèo. Vì thế ba hay mắng con gái đấy về chuyện đấy, cái câu đấy câu của người nghèo. Tôi không làm được, tôi không thích làm, tôi không muốn làm, tôi không biết làm. Đấy câu của người nghèo. Mà đừng có tưởng cái nói câu đấy cực nguy hại đấy, bởi vì nó sẽ sống chết nơi gần của lưỡi mà. Thế câu ấy nó sẽ format luôn cả cái não của mình đấy. Tất cả các tài nguyên trong cơ thể này tự nhiên nó bị lập trình trở lại. Lập trình theo cái kiểu như không làm được, không thể được, không biết được. Nó lập trình lại. Thì cái não này nó được Đức Chúa Trời dựng lên rất hay. Nó có cái lệnh
nói là làm. Thế là rồi nó sắp xếp lại để mà làm. Nhưng mà ngay lúc đầu mình nói là không được. Thế thôi. Thế là nó sắp xếp theo kiểu không được. Và nó đặt cái khóa cấm mà không được, tôi không thể làm được. Thế là khóa lại trong đấy. Thế là cả đời cứ thế mà tôi nghèo, tôi khổ, tôi vì thế thôi. Vì trong tư duy họ đã không được rồi. Nên là cái nơi mà nghèo nhất, mà tôi nói anh chị em, người giàu nhất thế giới là nơi gì bác nhớ không? Người mình kinh nghiệm trang. Là nghĩa địa này. Nghĩa địa là người giàu khủng khiếp nhất thế giới. Người nào bảo là châu Phi, Nam Phi, vùng Ả Rập đấy, dầu lửa, rồi vàng bạc kim cương, giàu nhất. Đâu, đất nào, nơi nào cũng có cái nơi giàu nhất thế giới. Nhưng chỉ có tôi tiếc ấy, là cái giàu nhất đấy nhưng mà không thể nào khai thác được. Đó là tiềm năng con người ấy. Họ chết rồi đấy. Họ bị chôn vùi luôn. Những cái gì, cái câu chuyện là không thể, không được, không biết, không muốn. Xong đến đây lại là giàu nhất. Vì là nơi đấy họ chôn vùi bao nhiêu cái con người với cả tiềm năng của họ. Tức là khoáng sản, tương tự như là mình mà đi gọi là khai thác khoáng sản dưới đất đây đấy, rồi mình khai thác đây, sự giàu có trên thế gian này mà hiện tại mắt thường toàn là khai thác dưới đất chứ. Vàng bạc kim cương các thứ ấy. Lấy lên được. Vâng. Cái kia không lấy được. Cái kia không lấy được, cái kia chỉ có không thể lấy được thôi. Chỉ lấy được thì nó mới là đắt nhất. Vâng. Mà mình chỉ là một người thôi nhá, mà tự thay đổi cả xã hội. Chỉ một người họ tìm được thôi. Thí dụ như mình lấy Bill Gates chẳng này. Một người mà ông còn chưa phát triển hết nhá, nhưng mà ông chỉ một ông ấy thôi ấy. Thì ông mà biết phát triển tiềm năng nào đó của ông ấy, mức độ đó, ông đã thay đổi được cả lịch sử này. Mức độ đó thôi. Thế chỉ một người. Thế còn đây hàng triệu, hàng tỷ người mà chết ấy, mà họ không biết được họ có cái gì. Tiềm năng họ bị chôn vùi hết tất cả đi vì câu không biết, không thể, không muốn. Điểm thứ ba này, nó không họ sự không thông hiểu cái gì này, họ không thông hiểu cái chuyện rằng là họ có thể làm được cái điều gì. Thứ nhất là họ là ai nhá, thứ hai họ là gì ạ, họ có cái gì nhá, thứ ba là họ có thể làm được cái gì. Họ có thể làm cái gì? Chính vì họ không biết họ có thể làm cái gì đấy. Thành ra họ là trong lúc cái câu cửa miệng họ là như tôi vừa nói đấy. Con không làm được, không biết, không làm được. Không biết làm được thì bắt người ta làm thôi. Để khi có thúc đấy, khi có thích, khích hệ, giờ có ai đó khích hệ học đấy, khích họ làm đấy, thì phản ứng của họ là gì? Cãi luôn. Đó không biết làm sao được. Ông học rồi ông biết, còn tôi không biết đâu. Đấy, thì cái thời gian họ nói họ phải tí tết họ phải hỏi, tôi thế nào thì tôi chưa học ạ. Dạy cho tôi. Chứ không phải là ông học được học rồi, ông biết. Còn tôi có học đâu, mà ông có bắt tôi phải làm. Chính vì câu nói ấy, thành ra cái người kia đang nói thế để muốn dạy đấy. Nhưng vì câu nói đấy người ta thôi không dạy cái tên nữa. Bác có để ý thấy không? Nếu lúc bác muốn dạy người nào đấy, bác bảo làm đi. Nhưng tại vì mới đầu mình dạy cho họ thì có thể chưa được. Nhưng mình có cái tactica, có nhiều lúc mà kiểu tế nhị đấy, mình làm đi để mình dạy cho họ. Nhưng mà họ đã phản thường lệ đấy, thế mình không có dạy nữa. Và cái người đã nghèo rồi, nghèo thêm. Tức là không muốn tiếp nhận. Không muốn tiếp nhận nữa. Không tiếp nhận, tức là từ chối luôn. Không tiếp nhận. Từ chối luôn. Mà ta không tiếp nhận, cái ban đầu là không tiếp nhận cả những cái thông tin sau đó. Vâng. Thế là thầy họ đóng luôn, họ đã nghèo rồi đấy, càng nghèo. Vì thế mà cái câu mà người phải nói đấy, kẻ giàu thì cứ giàu thêm, kẻ nghèo đấy cứ càng nghèo. Mà cái đấy là định luật rất công bằng của Đức Chúa Trời đấy. Thì Chúa nói đấy, kẻ đã được thêm rồi lại còn nhiều nữa đấy. Kẻ đó tưởng mình đang có đấy, mất luôn, bị cất luôn, đã nghèo lại càng nghèo. Cái nguyên tắc của lời Chúa đấy, đừng mà mình cứ tưởng đấy là nguyên tắc, mình bảo thế bất công thế nhỉ, kẻ giàu thì cứ giàu thêm, kẻ nghèo thế tất cả thôi, bởi vì cái kẻ nghèo đấy nó nghĩ đấy, nên là nó chưa công bình, nguyên tắc của Chúa. Cái phần ba là nếp nghĩ, nhưng giờ mình không biết mình làm có thể làm được cái gì, có thể làm, tôi có thể làm cái gì, mình không biết làm điều gì á, nhưng ít nhất mình có thể hỏi được, nhưng có chịu hỏi đâu, mà lại là sao đấy. Cái phản ứng của họ là có thể cãi được, có thể nói nhóc được. Con gái á. Thôi đi, hiểu mỗi, họ nhớ mỗi câu đi thôi. Tôi có thể làm gì? Cãi được. Gân cổ được. Nhìn cổ hồng sư to nhất này này. Có thể gân cổ được. Nên vì thế họ cứ nghèo. Nhưng mà ít nhất ấy, cái lúc mà bỏ không thể được đấy. Thì tôi nói nhắc anh em, tôi có ý anh em có thể hỏi được.
có thể hạ mình được để học hỏi họ. Cái người kia họ bảo mình làm đi đấy. Nếu mà họ là cái người bóc lột mình thì chuyện khác. Còn nếu mà người là cha, là thầy của mình ấy, thì cái câu họ bảo hãy làm đi đấy, là gợi ý đấy. Họ muốn dạy điều gì đấy tiếp đấy. Ok. Chứ không phải là họ cứ bỏ vất đi xong họ tự làm. Tôi bảo họ làm đi nhé, nhưng mà tôi làm sao? Tôi đứng để theo dõi xem làm đi đấy. Mặc dù mình có thể quen mắt đi đâu, nhưng mình vẫn xem là mà làm đi thì xem anh ta, chị ta phản ứng cái người làm đi nào. Có người thì không biết, chả đem hỏi. Sau đó lúc hỏi có xong chưa? Nó biết đâu mà làm. Thế mình ý thức người này ý thức vô trách nhiệm. Khi cái bài toán nó đặt ra họ đấy thì mình đi hiểu ngay, mình đánh giá luôn. Cái người này người vô trách nhiệm. Khi được ra công việc cái họ mặc kệ. Họ cũng không biết, họ cũng chả đem hỏi nữa. Thì họ kiêu ngạo mức họ không đem hỏi nữa. Tức là tiếng Việt là gọi là giấu dốt đấy. Giấu luôn. Sau lúc hỏi lại thì bắt đầu cãi. Tức là đã dốt nhé, đã nghèo lại còn bảo thủ và kiêu ngạo. Đấy, cái người nghèo, người cực kỳ kiêu ngạo nhé. Mình cứ tưởng người giàu kiêu ngạo, nhưng người nghèo kiêu ngạo hơn. Mà chính thế mà tại sao đương trời phải chống cái kẻ kiêu ngạo mà. Nên họ nghèo, họ lại càng thêm càng nghèo. Họ muốn vứt ra khỏi cái sự nghèo của họ, nhưng mà họ vì họ kiêu ngạo. Chứ ý được họ. Vì họ nghĩ là họ không cần dạy họ nữa. Họ dạy lại cho người khác. Và tôi không biết mà ông ấy còn ông mù, ông mắt ông mù, ông thấy tôi không biết làm mà ông cứ bảo tôi phải làm, tôi là ông dạy lại đấy. Thay vì là lúc đó họ bảo là ô thế làm thế nào nhỉ? Dạ dạ, vâng, thế này đúng không? Ô được, có cháu Chi con của Như Thủy Trọng ở trên kia đấy. Cảm ơn Chúa là cháu có sự khiêm nhường. Khi bảo làm nữa, chú không, cháu không biết làm cái này thế nào. Ô có thế nào thế? Ô không phải thế này, cháu làm thế nào đúng không? Ô thế này không phải. Chứ không có phản ứng đó là không biết không làm. Không thèm hỏi. Xong lại còn ông, chứ không ở đây không phải nhớ nhà trong đấy hay để ý đấy, trong đời sống thật của mình ấy sẽ không có, sẽ cực kỳ hiếm những cái ông thầy hay những người lãnh đạo nào mà họ chịu sẵn sàng để họ đầu tư vào cho mình, để họ dạy mình. Nhiều người họ chỉ là nắm câu họ không thấy thôi, vứt ra ngoài ném hoặc là sử dụng mục đích khác, anh em ạ. Tại vì trong cái lãnh đạo nó có cách dùng người, mục đích này không làm được nhé, mục đích khác tôi đã không vứt đi. Nếu mà đã phải trả tiền lương nhé, ví dụ cái cô gái này không làm thư ký đâu, này ố làm thư ký trong giường chiếu thôi, thế là trở thành gái gọi cao cấp của họ. Sau khi mà họ SPGBAT gọi là gì, họ coi như là bóc lột rồi hay khai thác hết rồi, như là hoa, như là dập tàn phéo ra ngoài như cái rẻ rách đi biến mất thôi. Nó ra, họ ra khỏi đấy với tình trạng gì, thân thể tan hoang mà trí thức thì chẳng có gì mấy mà. May ra có ít tiền lương trong đây, thêm ít giày dép của đồng hồ, một số iPad, iPhone, thêm họ bảo tưởng cái đấy là tài sản của họ. Nhưng mà tài sản họ phải nhớ chúng ta cái tài sản ở bên trong này. Để mình mà không biết ấy, thì trong đời sống này sẽ có rất nhiều con cái ma quỷ nó sẽ sử dụng luôn cái điều mà mình không biết để khai thác bóc lột mình. Điểm tiếp theo này là mình không biết mình phải đấu tranh điều gì nữa. Không biết mình phải đánh nhau chiến đấu với chuyện gì nữa. Đấy, một cái điều người nghèo đấy. Họ biết họ nghèo nhưng họ không biết tôi phải bắt đầu từ đâu bây giờ. Tôi phải chiến đấu cái gì bây giờ? Chiến với nghèo, mình nghèo đói tôi không biết rồi. Tôi phải chắc tôi phải đi ra chợ tôi bán hàng. Tôi phải đi chỗ này nào nhưng tôi không biết phải đấu tranh cái gì. Anh em hiểu ý không ạ? Thế cái nguyên nhân mà họ tại sao họ nghèo đấy, họ không biết cái gì cả. Cái lễ nghĩ của họ, họ đấu tranh cái lễ nghĩ của họ. Họ cứ tưởng là nghèo, tôi nghèo thì chắc là tôi không may. Hay nghèo đó là tôi không cúng thần nọ thần kia. Hay tôi nghèo bởi vì tôi không, người ta khuyên thế mà tôi không làm. Thế họ sẽ nghĩ cái gì khác. Nhưng mà họ không biết đấu tranh với cái gì. Lễ nghĩ. Vâng, phải đấu tranh cái lễ nghĩ với cách sống của họ. Tư duy của họ đấy, mình phải đấu tranh cái đấy đấy. Chứ không phải là và nhát à, tôi phải biết đấu tranh với cụ thể cái gì. Chứ không thì sư Phaolô nói thôi, tôi đánh là phải đánh gì ạ? Không phải đánh chân thì... không phải đánh gió đâu. Không đấm lên búp búp, tôi đấm, cứ đấm đi. Đấm chúng ta nào, chúng vào mình hay chúng bố mình cũng được, cứ đấm đi. Đấm không khí. Sao bảo đấm không khí, sao bảo đấy? Có đấm, đấm đấm rồi đấy. Nhưng đấm chúng ai? Không biết. Nhưng có ra quả đấm rồi. Quả đấm đâu không biết.
Nên là trong nhiều lúc cái chuyện là mình có thể xem được mà. Có nhiều lúc mình ra nhiều công việc đấy là họ làm, anh để ý nhiều người làm công ấy, họ làm cách còn để cho lấy được. Nên là anh em làm quản lý sau này anh em cũng phải xử lý cả người đấy. Những người đấy là họ không trung thành trong công việc đâu. Tức là họ làm việc ấy, cái hệ tư tưởng cũ của cái người của chế độ cũ ấy, là chế độ cứ làm để cho lấy lại, làm xong đi làm. Ừ, tôi cứ đi làm cái gì, tôi có ngủ ngồi gì, tôi sờ máy tính làm cái gì, gõ máy tính có gõ nhưng hiệu quả thì 8 tiếng hồ trôi qua. Nếu một ngày làm được 8 tiếng ấy thì hiệu quả công việc chẳng có gì mấy cả. Có làm hay là đi làm thì tôi có rửa cốc, rửa rồi nhưng sao bẩn này. Thì họ không biết cái kết quả nó phải thế nào cả. Biết là có đi làm anh dâu, có rửa cốc, có quét nhà, thế nhưng mà nhà có sạch không, không biết. Tại vì họ là người vô trách nhiệm, họ người mà không biết cái kết quả là quét nhà không phải quét nhà để mà quét nhà, mà quét nhà để làm gì ạ. Vì cái mục đích của nó để nó sạch hơn, cái mục đích là sạch chứ không mục đích để quét nhà. Đi làm để ra cái sản phẩm nào đó chứ đi làm để mà đi làm, để mà đi làm, để mà đi làm. Họ gọi điện thoại ví dụ như là chăm sóc khách hàng ấy, là gì, gọi điện thoại là để có gọi là đánh dấu có gọi rồi. Còn như thế nào, tại sao chẳng có thể biết chiến đấu. Ví dụ như là họ trên số khách hàng chẳng này, gọi điện thoại không được cho họ đấy, thì phải sao? Đầu hàng à, anh em? Nhắn tin. Không, thì nhắn tin, mà nhắn tin cũng không được ấy. Thì mình phải tìm cách là hỏi người hàng xóm, cái người nào có thể biết được người đấy. Có đúng không ạ? Anh đang ở đâu? Hay là chỗ làm việc chỗ nào để có cơ hội là mình lại gặp tiếp. Chứ không phải là tôi gọi được như họ không như máy, xong rồi trả lời đấy không như máy thôi. Vô trách nhiệm phủ tay. Là có làm rồi, có gọi rồi đấy, nhưng mà không nhấc máy. Nhiệm vụ đâu có phải là gọi điện, nhiệm vụ là để tóm được ra và để kết nối thông tin mà chúng ta như kinh doanh là gì ạ, quan hệ tương hỗ mà. Nếu mà nó không kết nối được thì phải hiểu nguyên nhân tại sao không kết nối được, phải đấu tranh cái gì chứ không phải là cứ ngồi đấy mà sau đó điện đoạn là có gọi rồi như ạ, không nhấc máy thì làm thế nào bây giờ. Xong rồi cãi, lấy cái sức đấy, lấy cái sức mà nói là ấy cậu ta không nhấc máy thì tôi làm thế nào bây giờ, không nhấc máy thì anh làm cái gì. Thì thôi, tôi không làm gì cả. Không được, mình phải đấu tranh mà, mình không thể lừa thế được. Mình phải biết, không cái máy thì tại sao, chỗ nào có thể tìm được để nó lôi cổ ra. Ok. Đấy cái mục đích ấy, lôi ra, chứ không phải là chỉ có ngồi đấy mà bắt đầu biện luận và bắt đầu thanh minh rằng là tại sao đâu. Tư tưởng của người kẻ nghèo đấy. Thế ví dụ bây giờ bất thường đi mày chẳng hạn, gọi hoài không nhấc máy thì bà làm gì? Không nhấc máy á, bà sẽ gọi điện đến ông chủ. Ông chủ không gọi, bà không giới thiệu ông chủ, bà gọi điện đến người giới thiệu ông chủ. Nếu mình muốn tìm ấy, không được á, mình biết chỗ, mình đi xe lên đấy. Ừ, nếu mình muốn gặp đấy, mục đích đấy. Nhưng mà thế mình phải biết đấu tranh mà. Với một khối lượng giám sát khách hàng lớn thì sao? Ừ. Thì mình phải chọn lọc. Không, tất nhiên mình chọn lọc và mình chọn lọc. Như ở đây tôi đang ý đang nói là cái nguyên tắc đấy, thì mình không thể đầu hàng với cái chuyện đấy được. Nguyên tắc là phải. Làm việc một cái gọi là đúng rồi, cuối cùng. Phải làm gặp chu đáo chứ không phải là tôi không làm được thôi xong không. Tất nhiên là những người chủ kia họ sẽ không ép mình đến nỗi phải bằng được tuyệt đối, nhưng mà họ phải nhìn thấy cái nỗ lực của mình là có làm được, có sáng tạo, có đặc biệt là họ cần cái gì, họ cần ý thức của mình, có ý thức của cái từ tiếng Việt Nam nói là ý thức đấy, ý thức trong là ý thức trách nhiệm đấy, có ý thức. Tức họ dùng một câu là có ý thức, tức là có trách nhiệm đấy, trách nhiệm trong công việc thì họ mới tin tưởng được. Còn không thôi, đây chả cần xong rồi nói một câu ra xong ai đâu sợ nó cãi nhau, xong ăn đòn mang tiếng xình thế kia mà bị bố mắng cho. Bêu điểm nữa này là họ không có, không hiểu gì nhỉ, không hiểu các nguyên tắc tạo ra sự giàu có và chiến lược, nguyên tắc tạo chiến lược đấy. Tại vì bất kể cái sự giàu có và chiến lược đều phải có nguyên tắc tạo nó cả, đúng không ạ? Không có sự gì là tự dưng nó có, từ trời cầu nguyện xong rồi bứt phát xuống đất. Mà em mà cầu nguyện trên trời ai bảo là tôi cầu nguyện là sao có $1,000,000 rơi xuống nhỉ? Ừ, nó rơi trúng đầu thì thôi rồi. triệu đô đây là mua luôn quan tài luôn.
Nên là trong cái sự nghèo của họ đấy, là họ không biết cách để đạt được sự giàu và các chiến lược để đạt sự giàu. Để giàu có hay bất kể cái gì làm phải được chiến lược đấy. Mà sự giàu có là cái sự mà cũng rất quý. Mà quý thì chiến lược đạt nó cũng rất quan trọng. Amen. Chứ không phải tự dưng đâu. Nhiều người cứ gọi tôi cứ lao động, tôi cứ lao động thật nhiều, tôi chăm sóc chăm chỉ thật nhiều thì sao giàu có? Đúng, chưa đủ. Nếu mà ai cũng lao động thật nhiều ấy, thế thì hóa ra anh biết cái người lao động ở trong tay mà vẫn cả trí óc ấy, cái hội người thứ nhất này đông không? Toàn là trí tuệ đấy. Công nhân làm rất nhiều, tại sao họ không giàu? Kiến thức họ cũng rất nhiều ở chuyên môn ấy, nhưng tại sao họ không giàu? Tại vì chúng ta nhớ là tiền ấy nó không chạy đến cái người mà đi gọi là lao động nhiều, lao động theo cái cách lao động với sự khôn ngoan, lao động như thế nào cơ, còn vẫn lao động, đừng có lao động tối vẫn à, tôi vẫn lao động, nhưng lao động như thế nào? Chúng ta phải đặt câu hỏi là làm như thế nào. Ok, chúng tôi có làm cứ biết phải làm là được, chúng tôi phải làm thế nào cơ. Thế nhiều lúc công nhân, nhiều lúc mình giảng cái này cứ giảng đi, giảng thế nào cơ, tôi cứ đi giảng xong rồi, cứ giảng xong việc của tôi cứ giảng, mà giảng thế nào để có hiệu quả cơ, chứ phải cứ giảng nhưng mà cho xong thôi. Không bảo đấy, chú bảo tôi đi giảng là tôi cứ giảng thôi, cứ giảng. Nên là trong cái bài học cái phần này chúng ta sẽ học sau đó, trong bài học những bài học tiếp theo sẽ học cả cái chiến lược để đạt được giàu có nữa, chiến lược lập kế hoạch anh ạ, cái chiến lược mà biến giấc mơ thành hiện thực nữa, biến giấc mơ thành hiện thực đấy, cái công thức của sự thành công nữa, công thức đấy, tất cả nó có công thức hết mà, định luật công thức đấy, nó có định luật công thức. Bây giờ chúng ta làm cái gì nhỉ? Hết chưa? Hết giờ chưa? Một giờ rồi, mấy giờ? Mai học đến 2 giờ đi. 2 giờ luôn á, kịp không? Thoải mái đi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp với sự không hiểu biết, đúng không ạ? Bây giờ điều thứ hai, đó là sự lười biếng đi. Đánh nhau thì... Trong này muốn hỏi cái nguyên tắc thì nó có cái gì cụ thể là nguyên tắc không? Có. Ví dụ nguyên tắc như thế nào chẳng hạn? Có nguyên tắc mà. Trong này chưa có cái cụ thể. Chỉ có bây giờ đang đại cương mà anh. Sau đấy lúc mình làm thì mình sẽ dính đến phần nguyên tắc này. Không, thậm chí một số nguyên tắc cụ thể mình có đang nói, cái này là nguyên tắc luôn rồi đấy. Nguyên tắc đấy. Ví dụ mình làm có trách nhiệm đấy, đấy nguyên tắc rồi đấy. Làm việc thì mình làm đi tận nơi tận chốn đi. Đấy nguyên tắc, mình làm công việc đấy, không phải mình cứ vẽ ra xong mình bỏ mặc đấy. Cũng như bác đấy. Bác vẽ ra hết thằng nọ, con bé kia, tức là các đứa con ấy, vẽ một chỗ này, thành phố này tôi vẽ một đứa, thành phố kia tôi vẽ một đứa. Không biết nó thế nào cả đâu. Là mình có trách nhiệm với cả cái sản phẩm của mình nữa. Hoặc ít nhất là nếu không được thì mình phải giao trách nhiệm cho người khác. Cái nguyên tắc đấy, là việc mà nhắc con gái nhiều lần đấy. Nếu mà con phải bận đi đâu đó đấy, hay làm việc gì đó đấy, mà mình phải nhiệm vụ này đấy, giữ đấy thì mình làm sao ạ? Phải tặng nhờ ai đó trông hàng hộ hoặc làm gì hộ, đúng không ạ? Chứ không phải là tôi bỏ chạy, tôi làm việc của tôi đã. Sau đó có chuyện xảy ra tôi bận đi ở toilet nên là không ai trông hàng cả. Thì không có mồm mà, không mồm để nhờ người khác, nhờ người đó người kia trông hộ một tí à. Tất nhiên mình trông, nhờ họ trông hộ thì không có nghĩa rằng là mình sẽ đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên họ được. Nhưng mà nó sẽ giảm thiểu cái gì ạ? Giảm thiểu cái mạo hiểm bị mất mát đi. Đúng không ạ? Thế nguyên tắc đấy, nguyên tắc đấy. Bác. Để khi nói từ nguyên tắc ấy là khái niệm cũng rất khá trừu tượng đấy. Để đó phi vật thể mà. Đây cái nguyên tắc mà đây cái điều mình đang học đấy là nguyên tắc luôn đấy. Đây nguyên tắc là gì? Nguyên tắc đó là chiến đấu với cái sự mà không hiểu biết đấy. Nguyên tắc là chiến đấu với không hiểu biết về điều mình là ai, mình có cái gì, mình có thể làm cái gì, mình đấu tranh cái gì. Đấy nguyên tắc đấy. Đấy chính nguyên tắc luôn rồi đấy. Và viết cụ thể luôn đấy. Đây điểm tiếp theo này là chúng ta vừa đấu tranh với cái thằng nào ạ? Không hiểu biết nhé. Bây giờ đấu tranh với sự lười biếng. Lười biếng khủng khiếp. Lười biếng này. Cái người lười biếng nhá, thì họ có ở trong sách chuyên môn ấy là dạy chỉ ra bao nhiêu cái bức tranh về kẻ lười biếng. Kẻ lười biếng nó là gì ạ? Nó là chuyên gia trong việc mà bào chữa những cái sự không hành động hay thất bại của họ. Anh em ạ. Vì thế đây cái gọi là cái sự mà thì thanh minh đấy, tại sao tôi không làm được, tại sao tôi nghèo, tại sao tôi ABC đấy. Đấy chính là cái visit nay cao ta của họ đấy. Cái bộ mặt của họ đấy.
họ luôn luôn là bào chữa, họ giải thích, họ là thầy cãi luôn đấy. Thầy cãi tại sao tôi không làm được. Nhưng mà cho những điều tiêu cực, ví dụ như là bảo vệ cho cái quan điểm đúng thì đúng sao? Đúng lên thì thầy cãi, cho có cái thất bại đang như nói rất nghèo mà thất bại của mình đấy. Đang nói về đã hôm nay đang học về cái nguyên nhân tại sao nghèo mà cách xử lý để mà vượt qua cái vũng bùn mình đang sẵn vào đó, tôi mình đấu tranh với sự nghèo, sự lười biếng. Sự lười biếng này thì những cái điểm này mình nói nguyên tắc ra này, đặc điểm ra, sau đó mình sẽ chiến đấu với nó này. Cái này là phần 5 đúng không? Không, phần này phần vẫn nằm trong phần 2 nguyên tắc thôi. Thứ hai chứ. Thứ nhất là của mình là về phần gọi là chiến đấu với nguyên tắc về gì? Nguyên tắc là không hiểu biết. Không hiểu biết không? Bây giờ là sự lười biếng. Trong châm ngôn ấy có nói là sao? Kẻ lười biếng nói sao? Có con sư tử ngoài đường ấy, nhưng nó chưa ra đường nó biết con sư tử rồi. Mà sư tử chết rồi sao? Hay sư tử chỉ nằm phục, sư tử bị trói sao? Không biết. Cái biết là nó sẽ không ra đấy. Có sư tử ngoài đường, tôi không ra đấy. Sư tử ngoài đường. Mà không biết sư tử đấy là sư tử đang đợi để mà nhả viên ngọc quý ra sao ra. Cứ thấy là tôi sợ. Tôi không có sư tử ngoài đường, tôi không ra làm gì cả. Thứ nhất này, đặc điểm của những người lười biếng ấy, để thứ nhất của họ là họ là gì ạ? Họ là luôn luôn bào chữa cho cái hoàn cảnh họ đang ở. Tại sao như thế? Họ luôn là chuyên gia bào chữa. Tại sao tôi ốm? Họ bào chữa. Tại sao tôi nghèo? Bào chữa. Tại sao tôi khổ? Bào chữa. Họ chuyên gia bào chữa. Bào chữa để bảo vệ cái vị trí, cái position, gọi là cái quan điểm của họ đấy. Bào chữa cái tại sao họ nghèo, họ khổ, ốm, họ không học, họ bị lưu bang, họ sẽ tìm mọi cách. Điểm thứ hai ấy, là cái người đấy bào chữa rồi, nhưng mà họ bào chữa kiểu này là họ sẽ đổ như Adam Eva đấy, đổ tai họa cho người khác, đổ trách nhiệm đấy. Họ luôn là kết án người khác. Mà tại sao tôi học dốt? Tại giáo viên mà có biết dạy đâu. Tại sao tôi nghèo? Tại ông bố mà suốt ngày uống rượu. Tại sao tôi nghiện rượu? Bởi vì bố tôi nghiện rượu rồi nên tôi cũng bị nghiện. Họ luôn tìm cách bào chữa kết án người khác, nghĩa là của Adam Eva. Tại khi Adam Eva cắt khỏi như trời, tôi cắt khỏi bốc đó, sự nghèo đói bắt đầu đến. Và cái phản ứng của Adam Eva bắt đầu bào chữa tại sao người phạm tội. Ha, tại con mụ mà Chúa dựng lên nó cạnh tôi đấy, đấy cái xương sườn này nó xui tôi ăn. Xong rồi hỏi thế là sao Adam, tại sao Eva lại làm thế? Tại vì con rắn nó xui tôi ăn, nó chỉ nó đùn cho người khác. Nên mình phải đấu tranh với cái này, mình biết cái này để mình đấu tranh nó đấy. Tại mình đừng có bảo chữa với cái trạng thái của mình. Ai nó mắng mình ấy, tạ ơn Chúa, mình sẽ hoàn thiện hơn. Đặc biệt những người nào có thẩm quyền thuộc linh hay thẩm quyền thì cao mình ấy, thì đừng có mà đi cãi nhau với họ gì cả. Đừng mất thời gian cãi nhau với họ. Tại vì họ đang những người mà có thẩm quyền trên mình, họ đang cầm gươm đấy. Anh em ạ, không phải là gươm thể xác là chém mình đứt đâu. Có gươm có cái gì đấy, có quyền gì của họ đấy. Mà mình cãi họ là mình mất cái gì đấy. Trong khi mình mất cái gì đó đi đấy. Có khi mình không cãi, mình có thể nhận được cái gì đấy từ nơi họ hoặc qua họ. Nhưng vì mình cãi, thế rồi, không giận. Thậm chí là có lúc mình họ đưa cho cái gì đấy, nhưng cãi, không cho nữa, cho đứa khác. Bác có để ý thế không? Trong cả đời sống của mình ấy, ai đó mà cứ bào chữa xong đổ thừa, thế là mình cái loại này không cho nữa, cho đứa khác còn hơn. Thành ra người đấy mất rất nhiều. Nên đừng cứ tưởng cái cãi hay bào chữa cãi lại đấy. Thế nguyên nhân của mình ấy là cái tội cực lớn đấy. Đấy chính là bản chất của Satan mà. Vì nó nằm trong bản chất Satan mà. Satan cãi lại với Chúa. Ông làm được thì tội làm được sao đâu. Ông bảo mọi người, mọi thiên sứ thờ ông, bây giờ tôi cũng làm thành ông trời thứ hai để có thể giữ thờ tôi. Nó luôn bào chữa, nó tìm cách để bào chữa cho, để bảo vệ cái lập trường của nó. Trên quan điểm gì ạ? Còn ích kỷ cơ. Chứ không nhận, em nhớ phân tích không? Quan điểm họ là quan điểm ích kỷ cho họ, không phải quan điểm của lời Chúa nhé.
không phải quan điểm của Đức Chúa Trời nhá. Chúng ta phải nhớ là khi đánh giá thì phải alpha omega, cũng phải xoay lại, quay trở lại với Chúa, bắt đầu khởi sự từ nguyên tắc của Chúa và kết thúc cũng vẫn về với cho Đức Chúa Trời, chứ phải bắt đầu từ Đức Chúa Trời kết thúc là trong người đâu. Nên nhiều cái lúc mà khi họ giảng cái đành cứu đội về sự cứu đội đấy, là bắt đầu từ Đức Chúa Trời, tình yêu của Chúa nhưng kết thúc là để cho mình được sống đời đời, thì tức là kết thúc không phải là omega, kết thúc là sự đời đời của con người mà. Anh em để ý không? Đấy, bất kể cái gì ấy, mình để đặt lên bàn cân ấy, mình cân cẩn thận đây này, alpha thì Đức Chúa Trời là alpha omega là tận cùng đấy, nên là mình khởi đầu là alpha, khởi đầu là Đức Chúa Trời đấy, thế nhưng mà kết thúc ấy cũng phải là ngài đấy, trong ngài. Tôi mình và tôi nó sống đời đời nhé. Thế còn Chúa là sao? Tức là con người Chúa ra dựng lên con người, trong con người chết lại được tương lai trời. Nhưng không, đang nói về cái sự mà gọi là khách quan đấy. Tức là bắt đầu từ là nguyên nhân là từ Đức Chúa Trời nhá, nhưng kết thúc vẫn phải là ngài. Chứ phải kết thúc đó là nhu cầu của tôi được sống đời đời, tôi được sung sướng, hallelujah, tôi ở với Chúa, hallelujah, sung sướng rồi. Không, mà kết thúc là lại phải Đức Chúa Trời. Tôi Đức Chúa Trời cho tôi sống đời đời và ngài cũng sung mãn vì ngài cứu tôi, hay ngài thực hiện được ý muốn của ngài trên đất qua tôi. Đấy, cái đấy đấy, chứ không phải dừng lại là tôi sống đời đời, thế là tôi thoải mái, hallelujah. Đấy, cái lên nghĩ này, lên nghĩ nguy hiểm đấy, lên nghĩ này nó chỉ xuất phát từ lên nghĩ trên cái gọi là cái động cơ ích kỷ. Chúa làm nó cho mình, cho tôi. Mặc dù đúng, chúng ta được dạy là Chúa dựng lên mọi thứ để cho con người đấy, nhưng con người để làm gì? Đây cho con người nhưng vẫn còn ba chấm, chỉ cho con người và chấm phát đâu, và hết đâu, và không được bới ra tiếp nữa đâu, mà cho con người, để con người dâng hiến cho Chúa và kết thúc lại vẫn là Đức Chúa Trời mà, vì ngài là alpha mới là omega, chứ con người không phải là omega được. À xin lỗi, con người là đúng không? Con người không thể là omega được, kết thúc phải là ngài. Như thế là chúng ta sẽ hầu việc Chúa trên đất và cả sau này lại hầu việc tiếp không? Không để cho nước của ngài. Nhưng cầu nguyện là phải cầu hầu hai nơi thôi, chứ phải một nơi thôi. Vâng, cả trên trời dưới đất. Điểm tiếp theo này là cái nếp nghĩ của cái người nghèo đấy, là nếp nghĩ của nạn nhân. Em hiểu nếp nghĩ nạn nhân không? Lúc nào họ là anh em hiểu người nạn nhân là người gì không ạ? Nạn nhân ấy. Không phải tội nhân mà nạn nhân ấy. Tức là phải là đối tượng chịu hậu quả. Đúng rồi, họ là đối tượng họ chịu hậu quả đấy. Nếu biết của nạn nhân ấy, nạn nhân mà chịu hậu quả thì lúc nào cũng phải đi xin sỏ đòi hỏi, đúng của nạn tôi nạn nhân mà. Họ là chuyên gia mà bán than. Tôi than đã thằng bạn thế là họ đứng cái nạn nhân, ôi nhà mình khó quá, chợ móm bán đâu móm hết rồi, họ nạn nhân mà sao họ đổ là tại cái thằng tổng thống, không nói ông tổng thống mà cái thằng tổng thống mà yêu nó có biết rằng mất dạy bọn mafia bọn cướp nhé, bắt đầu họ nói ra nói sau người ta kể cả tổng thống có mafia thêm nữa hãy chúc phước cầu nguyện cho ông đấy, thay đổi quan hệ của mình với ông ấy đi thì có khi ông ấy được thay đổi đấy. Tại vì bây giờ phải nhớ rằng những cái người đấy họ rất khổ, người tổng thống đấy, đừng có nghĩ là tổng thống họ sung sướng đâu, họ khổ lắm đấy. Thế mình không biết cầu nguyện cho họ ấy, để họ bị anh em biết khi họ lên những chức vụ cao họ bị ăn cám dỗ cực nhiều, cám dỗ, cám dỗ quyền lực, cám dỗ về danh vọng, cám dỗ về tài sản ABC rất nhiều. Thế mà không cầu nguyện thì họ bạn ấy cứ ném đá vào, ô thằng tham nhũng, thằng khủng bố, thằng nọ kia thì thôi rồi. Họ đang cần được gây dựng mà. Thì lại ném dần họ thế thôi, thế đấy, dân nào đấy thì vua đấy, dân chửi tổng thống thì đấy tổng thống nó chửi lại, gieo gì gặt nấy mà, thế thì nó cướp nó phải. Đúng, mình hiểu rằng là cái phách là đúng, tổng thống tham nhũng, tổng thống độc tài, chủ tịch nước độc tài, tổng bí thư độc tài ăn cắp, biết như đấy, đúng, tại mình không phải mà mình nói là khác được, nhưng mà cái điều đó không có nói thế để mà nhấn chìm nó luôn. Ok. Nên cái lết nghĩ của cái người nghèo là lết nghĩ của nạn nhân. Nạn nhân. Không phải cấp cứu mà của nạn nhân. Tiếp này, cái người nghèo đấy là họ luôn ăn cắp. Ăn cắp là có cơ hội là ăn cắp. Ăn cắp. Ăn cắp. Họ thiên về ăn cắp. Ví dụ như là ăn cắp được của Đức Chúa Trời cái gì về phần 10 của dân ấy, ăn cắp ngay. Tiếp là họ đến nhà là người ta, họ nhìn thấy cái hay nhỉ. Cái hay đấy. Hay nhỉ.
thở tôi lên đến công ty chẳng hạn đấy, thấy bút này hay nhỉ, chả cần xin khác nhá anh em ạ, xin mình vẫn được quyền xin mà, mình thích cái này được, ô cái này đẹp quá cho tôi đây được không, không sao cả. Nhưng mà họ ăn cắp là không, người kia không muốn, thế lấy nghĩ người nghèo đấy, thế nghĩ của mà vì thế mà mình kiểm tra lại mình đến công ty này mình có thể tìm cách nào để công ty nó sẽ có gì, nó có bút, có mực, có giấy gì, có gì đấy, sau mình tìm cách thì lấy tư tưởng của mình nghèo đấy, nên là mình phải triệt tiêu nó đấy. Số 3 là gì? Tại cái điểm này tôi phát hiện ra là khi mình là ô mình có tư tưởng này, ô khốn nạn rồi, không được không được, thế vì thế mình ngược lại sao, tôi mang cái gì của nhà tôi ra để mà nó chiến đấu lại cái ăn cắp. Anh hiểu không ạ? Thế còn không mình cứ phải đấu tranh suốt với cái chuyện mà lấy đồ của công ty xài hay lấy đồ của ông khác xài đi, lấy đồ của ông khác xài kèm của ông có gì là thủ của ông đấy, thì mình cũng đấu tranh đấy, thì một cách nào mình tấn công thì cho ông cái gì nữa này, làm được cái gì đâu, mình mang cái đồ của mình vào đấy, mặc dù họ đòi hỏi có nhau nữa con, chứ không phải là thấy công ty có gì xong lát sau sếp về thấy sân nhà này toàn đồ công ty nhỉ. Không mà thua chứ nên những người nghèo thế đấy là gì, họ luôn là gì, tìm cách ăn cắp thì họ nghèo luôn, lớp nghĩ là thì họ chỉ có luôn luôn thiên về để ăn cắp, cứ sảnh được cái nào mất, cứ sảnh cái là đối với Chúa thì họ ăn cắp thì phần 10 của dân của bố thí. Thế còn đối với công ty ấy, thì họ cứ thấy thì họ thủ về. Tất nhiên là họ được quyền dùng các đồ đạc đấy. Tại vì khi làm nên đưa làm công ty thì công ty họ cấp cho máy tính, cấp cái gì thì mình được dùng. Cái gì đấy hiển nhiên thôi, bình thường mình được dùng, mình hiểu thế. Nhưng mà tôi đang nói là cái ý mà họ cứ thấy điều gì mà cấm, họ cứ thấy họ thủ về. Cứ thủ về. Đến đây mình người nghèo, mình phải chiến đấu với nó. Mà chính vì thế mà cái hội mà tham nhũng ấy, cái hội mà cướp bóc đấy là hội nghèo nhất ấy. Hội đấy cứ chỉ có cái tư tưởng đấy, nó cứ lên chức phát là tìm cách để vơ vét. Đấy là nghèo đấy, đấy là người nghèo đấy nhá, đừng nghĩ là giàu đâu. Vì bên trong họ sống tuyết họ là cái người nghèo và người thiết hẳn đấy. Thế nên mình cầu nguyện cho kẻ nghèo là các quan chức tham nhũng ấy. Mặc dù là họ đang ăn cắp được một lượng rất nhiều, nhưng chúng ta biết thì biết thừa được toàn là đồn cắp này, toàn cắp cho ngân sách, toàn là chia sẻ đất đai, ăn cắp đất đai xong làm cái luật đấy để cho họ mà. Đấy trong cái phần mà 95% đây này, có rất nhiều kẻ mà về tài sản đấy là kẻ cắp ở trong đấy, rất nhiều kẻ cắp nó nằm trong lĩnh vực đấy. Tận 5% dân số ấy, mà 95% tài sản thế giới đấy, là rất nhiều kẻ cắp trên đấy, vẫn là kẻ nghèo nhá, vẫn kẻ nghèo, bởi vì nó có thể là chỉ tôi vẫn nói về bức tranh về tài chính thôi nhá, về tài sản thôi chứ không phải về sự giàu có đâu. Ok, để anh em đừng có nhầm với bức tranh sự giàu có. Điểm tiếp theo này, khi người nghèo đặc biệt này tham nữa và kiệt sỉ nữa, rồi đã nghèo rồi họ lại còn cái đặc điểm của đó là sự gì là họ lại kiệt sỉ, nhưng họ lúc nào cũng làm ra vẻ như họ là phóng khoáng lắm. Người nghèo đấy, kiệt sỉ nó khác với sự tiết kiệm nhá. Lúc tôi vẫn chia sẻ và dạy các anh em, nhưng mình vừa hào phóng như tiết kiệm, nó khác với lãng phí và sao ạ, kiệt sỉ. Ví dụ chẳng hạn nhé, họ sẵn sàng ăn xong mấy tiếng sau là đi hết toilet, vứt hết rồi, một lượng tiền rất lớn, như mấy tờ một bữa ăn chẳng hạn, chén đập phá. Thế nhưng mà có người khác xin họ một đồng thôi, người mình không cho. Hay người thân chẳng hạn ấy, hay những người cần mình dùng ấy, xin một tí họ không, nhưng họ sẵn sàng là hoang phí, nhưng mà kiệt sỉ đã khác hẳn với người mà hào phóng và tiết kiệm. Tiết kiệm là mình cái gì mà Chúa đã dò trong tay mình ấy không để vất đi, mà cơm cũng không để vất đi. Em để ý thấy tôi khi tôi mà tôi đến những cái lúc mà tôi ở nhà bác thương với cả con gái đấy, tôi đổ gạo vào nồi mà nó rơi ra một hạt cơm đấy, một hạt gạo đấy, tôi nhặt nó vào đấy. Không phải là cái hạt gạo ấy không thể mình lo được cái hạt cơm đấy được, nhưng mình đang làm cái đấy để mình, tôi dạy em đấy là để nào cho mình cái lết nghĩ, anh em hiểu không ạ? Mình đang tập cái lết nghĩ, tất cả cái đặc phạt nhất đấy, tôi mình trung tín việc nhỏ mà cái đấy biết hạt gạo rơi xuống đất không, vẫn nhặt lên cho vào đấy rửa được mà. Hạt gạo nó rơi vào thùng phân cơ thì khó rửa, tại vì rửa nó còn tốn hơn là vất đi, tức là hiệu quả kinh tế nó tốn hơn, thì thôi mình đành bỏ thôi,
Còn nếu mà hiệu quả kinh tế nó mà thấp hơn đấy thì hãy xử lý gì lấy nó để luyện tập cái điều đấy. Thì mình vẫn tiết kiệm nhưng lại là sao ạ? Hào phóng. Tới lúc cần đấy mình sẽ làm đúng cái việc cần, mình sẽ làm bỏ hết cả phần của mình ra để làm cái điều đấy, không có kiểu là tư lợi cho mình. Và như là cái ý tưởng mà nghe rất là đơn giản, và tôi nói anh em ngay cả cái chuyện mà cái những cái thùng đựng rác đấy mà rất tiết kiệm mà lại sạch. Nhiều người họ cứ làm cái thùng rất to, xong mua túi đựng rác to ngoài và vừa bẩn vừa tốn tiền. Tại thùng mà to thì rác để càng lâu nó càng thối, đúng không ạ? Đấy, mình chẳng cần mình chỉ lấy thùng rác thật nhỏ nhỏ đâu, nhỏ cái bình nọc nữa cũng chẳng mất mua cả, vứt đi là thùng rác mà cắt nó làm thùng rác luôn, đổ lấy xong bê nó đi đổ luôn, thế rác lấy mỡ dán mỡ luôn, cầm luôn đổ đi luôn. Cái túi mà đây cái túi vứt, nhiều cái túi kiểu túi đựng rác ấy, là túi mà anh em mua thực phẩm em mua về đấy, thì người ta lại có là vứt thùng rác, trong đó là họ không biết một cái nào lấy nó làm cái túi đựng rác luôn, cái túi đựng rác với nó có hơn gì nhau đâu, xong cho đấy xong gói nó lại vứt nó đi, đỡ phải mua cả túi đựng rác nữa mà lại sạch nữa, có đúng không ạ? Để đỡ tạo ra rác nữa mà. Để mình làm cái này phải tạo thêm rác mày tốn tiền. Nên cái đấy nghĩ đấy, không phải là đây là mình đang hạo, tức là mình cash, tức là mình kiệt sỉ nỗi mà không có tiền để mà mua cái giấy đựng rác, không phải thế. Mà đấy cái nét nghĩ là mình phải biết tiết kiệm và hào phóng. Tại vì nếu không hóa ra mình đang ngu, mình không tính cái chuyện là tiền chứ đưa mình vứt thùng rác, tức mình mua cái giấy đựng rác ấy thì mình vứt đi đấy chứ, em hiểu không ạ? Mình đang vứt nó đi đấy, vứt nó đi, đừng vứt rác là lãng phí, mình lãng phí mình vứt nó đi, nhưng nó là rác mà, để mà đốt mà, thế thì phải làm chuyện khác. Thì thà cái tiền đấy mình tiết kiệm lại để mình làm những cái khác hơn. Trong nhiều lúc mà cơ hội thánh hay công việc của Chúa ấy, đòi hỏi kêu gọi là dâng hiến hay là làm thế nào, họ thì lúc đấy bắt đầu họ tôi đã dâng 50 đồng rồi mà tôi đủ rồi, thế nhiều lắm rồi, tôi dâng lên 100 thế nhiều lắm rồi. Nhưng mà sẵn sàng họ vứt cái thứ nhiều hơn đi cho việc mà vô bổ. Nên đặc điểm của người nghèo là người mà kiệt sỉ nhá, hà tiện đấy, hà tiện. Tiếp này, cái người nghèo nữa này, họ lại hay cái chuyện là vô công rồi này đấy. Người nghèo đấy họ hay thiên về cái chuyện mà tràn cái gì cả, em có hiểu không? Đó khi mà thời gian rỗi đấy, họ chẳng làm gì đâu, họ chỉ để dành cho ngủ hay làm cái gì đấy. Đó họ, còn những người giàu ấy, là họ cũng lắm, có nghĩ cái gì đấy, đọc, tập, làm gì đấy. Người nghèo chỉ có thiên về, cứ có cái chuyện gì phát là tranh thủ, không làm gì được là nghỉ, là làm ngủ hay làm gì đấy. À, chúng ta nói tiếp này, người nghèo rất là yêu ngủ, rất thích ngủ. Hơi tí nó xảy ra phát là ngủ. Ở đây tôi không nói là cái người mà họ làm việc rất nhiều, họ tranh thủ họ ngủ, chuyện khác nhá. Họ thiếu ngủ, họ tranh thủ họ ngủ, ngủ ở trên trên phương tiện này, trên đâu ấy, bởi vì họ ngủ ít. Ban đêm họ học nhiều, họ chỉ có một ít tiếng để ngủ thôi, thì họ tranh thủ ngủ trên phương tiện hay ngủ chỗ nào đấy, ngủ cái chỗ mà có thể ngủ được, chứ không phải là đang lúc làm cũng đi ngủ đâu nhá. Mà cái người nghèo kia thì sao? Cứ sảnh được chỗ nào ngủ là ngủ, công ty nhìn chứ sao không ai cả, đánh rất khó. Alo, đôi chị cả, ông ngủ nhiều luôn đấy, chuyên gia ngủ nhiều đấy, ông ngủ. Anh em không, cái những người giàu, những người mà họ có gia sản mà người giàu ấy, họ ngủ mỗi ngày 4-5 tiếng, ngủ ít lắm, ngủ rất ít, mà họ vẫn khỏe mạnh nhá. Tại vì họ còn tính lấy bù ít ấy, họ phải bù ở đâu, anh em ạ? Họ vẫn khỏe mạnh, phải sức khỏe ở chỗ nào, họ biết được giấc ngủ là cái gì, thiếu giấc ngủ thì ảnh hưởng cái gì, thì làm cách nào để khắc phục nó nữa, chứ không phải là ngủ thiếu ngủ xong nó là bắt đầu bực bội đập hết mọi người kia đâu, vì là không có ăn, không ngủ được nên là bây giờ tận cá chém thớt. Bắt đầu khi mà sếp vừa nói ra hồi nào hôm qua tôi mất ngủ nhá, đừng có động nữa, đừng có sai nữa. Tiếp này, cái người nghèo ấy lại thích xem TV. Thích xem TV, họ rất yêu thích xem TV. Họ để rất nhiều thời gian để mà ngồi xem TV.
TV ở đây ấy, là không phải là lấy TV để mà xem các thông tin để mà lọc, chắt lọc để học đâu nhé. Lấy thông tin để mà phân tích, đánh giá và đưa ra chiến lược, chiến thuật nào cho công việc của mình hay kinh doanh của mình đâu. Mà xem để mà giải trí. Và tôi nói đấy, xem giải trí xong đến lúc mà xem lúc sau đó trí mình toàn nước giải. Tôi gọi là giải trí. Tức là nước giải của thế gian ấy, nó trong TV nó cứ tên nó cứ tiểu tiện ào ào vào trong đầu của mình. Sau đấy lúc mình xem quá, anh em xem TV nhiều đấy, xong đầu mình xuất đi, cái thước phim cứ quay quay lại thôi. Có đi không, đặc biệt những phim mà dài tập đấy. Xong suốt ngày vừa ăn xong cũng nói, phim nó kia, thằng nó kia, thằng nó kia. Thế mà đang, mình đang làm thì mình đang làm cái gọi là con rối trong tay của trong tay ma quỷ rồi, hiển nhiên rồi, và trong tay cái đạo diễn đấy. Cái phim nó đạo diễn mà. Ngay kể cả những cái thước phim dàn dựng, kể cả tưởng như thời sự, thì nó cũng là có đạo diễn cả. Và theo cái kịch bản nào đó của họ cả. Sau đó mình cứ tin. Xong bắt đầu cả ngày cả đêm nhiều người họ cứ ngồi ôm TV. Vừa về phát là bật TV đã. Chả xem gì mà cả cứ bật. Ngày xưa tôi cũng thế. Về phát khoảng phần người bật TV phát. Không làm gì mà cả. Gửi cho nó mà phải kêu là tại vì không có là nhớ nó mà buồn gì đấy. Cứ bật đấy. Để nếu mà nó không bật nó thì có cái cảm giác là nhà mình không có TV. Tức là nghèo. Nhà mình nghèo tức là không có TV. Thì nó bật lên để cho mình cảm giác à nhà mình có TV. Để không xem gì nhưng mà có cảm giác đấy là. Thế ngày xưa chúng ta biết thì những cái khái niệm mà tiêu chuẩn là nhà phải có tivi tủ lạnh mới là gọi nhà nhà giàu ấy. Sau đó nghĩ là tiếp tục là cái bật lên đã cho tivi. Mà tivi chẳng qua bây giờ tivi về nó thay đổi thôi. Tivi về nó thay đổi kiểu gì ạ anh em? Hồi xưa tivi có thể to hoặc dày hơn thì bây giờ nó mỏng hơn. Tivi ngày xưa nhưng mà vẫn là nó. Hoặc bây giờ tôi không xem tivi nhưng mà tôi xem online trên mạng. Vẫn là tivi chẳng qua kích thước nó nhỏ hơn thôi. Ngày xưa tivi không bê được thì bây giờ tivi nhét vào túi túi. Tivi ngày xưa phải cắm điện, ngồi một chỗ bê tivi có thể đi dọc đường vẫn xem được, nhưng vẫn là xem tivi. Cái bản chất vẫn là giải trí và để thế gian nó giải, nó tải nó giải vào trí của người xem. Họ xem tivi. Điểm tiếp này, cái người nghèo ấy là họ tốn nhiều thời gian để được và vô công thời này. Ví dụ ngồi ăn uống cờ bạc đấy, tức là hay là tán phép đấy. Họ tốn rất nhiều thời gian về những chuyện đấy. Anh ghi đầy đủ không? Con gái? Họ tốn nhiều thời gian. Tốn mà nhiều thời gian nhé. Tiếp theo này, là người nghèo này lại thích thiện, rất thích là than vãn. Chúng ta còn nói bán than đấy. Người nghèo ấy. Nghĩ rồi. Nghĩ rồi á. Luôn kêu sỏ kêu gọi à duyệt van, tức là kiểu cái đức vị của những người mà nạn nhân đấy, buôn chuyện họ bán than, họ sẽ than và nạn nhân đấy, những cái khổ là anh em xem bắt là sẽ hiểu người nghèo của công việc thế nào, gọi là đấy là người nghèo đấy, bán nào đổ móng luôn chỉ vừa bán hàng trái đó, cái đường của người nghèo đấy, nhưng mà nếu mà nó kiếm tốn sao, bởi vì ví dụ là được tôi sắp giàu hay gì như vậy thì sẽ làm trung tâm để làm người kia để ý thôi, đố kiếm hết. Nếu mà gặp phải ăn trộm nó phải chấp nhận rồi, phải bỏ đến nhà đứng ngay. Ăn. Người nghèo, giàu mời cả trộm về nhà mà vào đây ăn. Em xem tư tưởng giàu của ông Bill Gates đấy. Ông đi, nếu mà như người kia bảo đấy, tôi đây tỷ phú này, bắt cóc tôi này. Nếu mà cái kiểu người nghèo đấy, nghèo thật đấy, nhưng ông đâu? Ok, hôm nay cũng gặp gỡ mọi người, cả trộm cướp đi gặp đường vẫn có, cũng gặp được họ. Mình để ý ngay cả cái cậu gì nhỉ, cái cậu mà chủ tịch của Facebook đấy, mà thời gian mà sang cũng tỷ phú đấy, mà sang Việt Nam đấy, ông có phải còn đoàn triệu phú, đoàn vệ sĩ đi cắt sát tùng đâu, cậu vẫn đi bình thường, đi việt dã bình thường như mọi người. Tất nhiên cũng vệ sĩ nhưng mà không đến nỗi vệ sĩ theo kiểu mà phải có công an trang bị đạn súng này, tại vì mình hiểu cái đất mỹ của người nghèo đó là bắt cóc phát là ra tiền tỷ rồi, bắt phát xong rồi chuộc tiền nên đâu họ có sợ đâu. Nhưng mà cái người nghèo ấy thì lúc nào cũng sợ, họ bán than. À, biết người nghèo là cái gì nữa này, và cái tư tưởng người nghèo này là tư tưởng này mình cũng phải đấu tranh này. Người nghèo là hay là việc hôm nay để ngày mai làm. Nếp nghĩ của người nghèo đấy. Bỏ làm việc ở thời này. Thôi em chịu, thôi tí nữa. Họ không có nếp nghĩ là phải làm ngay.
con gái nhá, chỉ cả một con đấy. Mai mai cuối cùng mai mai suốt và họ giữ người giữ lời hứa, họ bảo ngày mai thôi. Tôi bảo ngày mai, tôi vẫn giữ lời hứa ngày mai. Anh em có biết chuyện đấy không? Chuyện hài là có một ông bán phở Việt Nam đấy, ông bán mãi ế khách quá. Thế là ông mới viết ra những cách treo cái biển là ngày mai ăn phở không có tiền. Thế là treo đấy, thế là hôm đấy không có tiền nhưng ngày mai bắt đầu họ lao đến ú họ ăn, ăn xong họ mới ăn xong. Những người mà xem cái bảng ngày hôm qua đấy thì họ cứ tưởng là hôm nay họ chạy đến, xong rồi ăn xong họ trả tiền bảo cái bảng lên đây ngày mai mà. Cái bảng mới treo đấy, ngày mai mà. Không, hôm nay ngày mai. Không cái bảo đâu khá đâu. Đây còn đi kể mà nghèo đấy thì lúc nào nó chuyển đến ngày mai. Mà cái ngày mai không kết thúc. Lúc nào mai. Cái việc của họ ấy. Đây cái kẻ đấy là kẻ người nghèo, cái tư tưởng cái việc cần phải làm đấy của ngày hôm nay đấy, nó thôi ngày mai làm, ngày mai làm, và ngày mai nó có việc ngày mai. Chú Su nói đấy là việc ngày nào lo cho đủ ngày đấy, mà nhiều cơ đốc nhân đấy là cứ chuyển đến ngày đấy, họ bảo là chú làm lo hết. Nên trong kinh thánh có nói rằng đọc thì phải đọc hết cả cái đoạn đấy, chứ họ đọc mỗi câu ở đấy, họ chỉ có lấy một cái đoạn trong kinh thánh xong họ là bào chữa cho cái hành động không làm việc của họ. Họ bảo đấy chú lo hết rồi, vì đấy đấy chim đấy có ăn con làm gì đâu, trao trên trời nuôi nó đấy, hoa vậy đấy có gì đâu, vẫn ăn mặc sang trọng. Nhưng phải tiếp tục ở phía dưới chú nói đấy, tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, mà tìm kiếm nằm công việc đấy. Anh biết gọi tìm kiếm không? Tìm kiếm mà chú đã lấy cả trong sách thì sách Luca 15 đấy, cái người đàn bà mà mất đồng ấy, họ tìm kiếm nào đấy, bỏ hết tất cả, tung hết cả lên để họ tìm bằng được đấy, họ phải đào bới họ xem ô thế nào gọi tìm. Đây thực ra cũng như nhiều người có tìm đâu, họ nói tôi đi tìm không thấy nhà nước bảo lấy cho ba quyển sách, họ có tìm đâu, họ cứ quyển sách đâu ba ngon ngay trước đâu thì họ không tìm, cứ phải kẻ lười để không lao động mà lúc nào phải ăn bám trên thành quả người khác, gọi điện nó đâu cơ, nó đâu, nó không chịu tìm. Đấy là tư tưởng kẻ nghèo. Kẻ nghèo nó không chịu mà chịu đào bới, chịu tìm kiếm cái điều gì cả, xong cái tìm vẫn đợi cho ngày mai. Và trong cái câu kinh thánh chúng con nói này, việc có nhọc ngày nào là sao, lao đủ cho ngày đấy. Cái đấy có nói là kế hoạch ngày nào cho ngày đấy đấy, việc khó nhọc ngày mai cho ngày mai đấy, ngày nào xong đủ ngày đấy mà. Tức là ngày mai có kế hoạch ngày mai, tức mình phải lập kế hoạch cho ngày mai, chứ không phải là ơi tôi cứ Chúa nói hết rồi, ngày mai là đâu trong tay Chúa. Đúng, trong tay Chúa, tất cả mọi sự trong tay Chúa. Chúng ta vừa biết là tất cả thế gian có trong tay Chúa, nằm trong tay của Chúa Trời hiển nhiên thôi. Nhưng mình là cái gì trong đấy cơ? Mình có được kế hoạch không? Có là kế hoạch trong đấy không? Kế hoạch ngày hôm nay, kế hoạch ngày mai thế nào? Điểm tiếp theo nữa này, khi người nghèo là sao nữa? À, cái người nghèo mà chúng ta vừa nói cái điểm việc phải trên ngày mai ấy, và cái ý tưởng này, ý tưởng mà khi mà tôi sang bên này là thành ý tưởng nghèo ấy. Ý tưởng nghèo đó là ví dụ mình đi thi cử chẳng hạn đấy, mình muốn chuyển đến ngày cuối cùng mình thi học như thế, vừa học đấy, sau đấy ngày cuối mình đây cái này nếu mình đang sinh viên mình phải đấu tranh nó đấy, cứ đợi đến ngày hôm đấy toàn là sát ngày sát xong cuối cùng là xong rồi chạy ngùng ngục không được, lại phải gia hạn là mỗi cái gia hạn là tốn tài nguyên rồi, đã nghèo lại càng nghèo thêm luôn, là phải ngán luôn. Vâng ạ, học gạo, mà xong học xong không nhớ nữa, để họ học là nhiệm vụ của họ là học để mà trả cho xong mà, nên thành ra kiến thức thật không còn nữa, nhưng họ cứ đều đặn đấy, thì kiến thức họ cứ tái, họ đọc hôm nay họ đọc này, ngày mai đọc này, họ không hiểu thì kiểu gì họ lại quay trở lại để hôm qua phải đọc cái gì, để ô đến kiến thức đấy, thì mới hiểu được, kiến đều đặn đấy, nhưng họ không chịu làm thế, họ cứ dồn tập đấy để cho xong phát, rồi khi sang đây mình thấy ô, khi mình hiểu cái đấy, chú dạy cái đấy, ô thì hóa ra mình tư tưởng đúng là của người nghèo, mình cứ toàn là để cái việc khác. Ngay trong hội thánh cũng vậy, khi mà hội thánh chú bảo là phải làm việc này, phải làm việc này, đến cái giờ này làm đấy, đến giờ này phải nộp đấy, giờ mình không nộp, xong mình xin giấy gia hạn, gia hạn xong rồi có gia hạn rồi xong rồi cũng chẳng nộp nữa, nếu thấy khốn nạn thì tư tưởng của mình thế, tư tưởng khốn nạn đấy, mình không đấu tranh nó thì mình nghèo suốt đời rồi. Ngay trong hội thánh thì lúc anh em phải nộp cái gì, trách nhiệm của anh em nộp cái gì để làm cái gì ấy.
mà mình cứ đợi ngày mai, đợi ngày mai. Nhiều lúc mà ba bảo con gái đấy, gọi điện cho ai đi đấy, mà mai gọi, xong cuối cùng ra kết thúc không có ngày mai. Thì ngày mai có việc khác ngày mai mà. Thành ra là đấy, ngày hôm nay phải làm đi, nhưng ngày mai lại có việc khác. Sau đó là cái kẻ nghèo nó lại sao, nó lại biện luận rằng là nó bắt cái này nó không gọi điện được nữa. Tại sao? Bởi đúng là ngày mai là việc của ngày mai. Anh em có hiểu không ạ? Còn đấy, ngày hôm nay nó phải gọi điện ngày hôm nay đi, cho xong đi. Thế ngày mai là việc của nó rồi, tại ngày mai có việc ngày mai mà. Thì mới lên bảy mình muốn đưa cái việc của ngày hôm qua cho vào đấy. Thế trong cảnh nghèo nó biện luận nó, vì nó phải bận làm từ này nên nó không gọi được, không làm tiếp được, vì đang cái việc của ngày hôm qua là phải làm đi. Kẻ nghèo tiếp đấy là hiển nhiên rồi, vì khi họ nghèo đấy họ sẽ phải tìm cách để mua vui mà, thì họ rất dễ dàng mà sẽ bám phải vào cái gì ạ, chuyện mà cờ bạc, bia rượu, thuốc lá, tức là gọi là bù hú đấy, là họ sẽ trở thành bị nghiện. Nên cái người nghèo lại càng nghiện thêm. Anh em để ý trong cái những người nghèo mà mình nhìn thấy bom gì ấy, đại đa số người nghèo ấy, thế bị nghèo đấy. Kể cả những người tưởng là giàu ấy, nhưng vẫn lại nghĩ của người nghèo. Đấy, họ chẳng có gì để làm ấy. Nên chỉ có thời gian nên đi uống rượu cho rồi là giải sầu, hoặc là để khuây khỏa, để cho vui, hoặc uống rượu hoặc giải sầu, hoặc là uống rượu cho vui. Tức là vui là uống, mà buồn là uống. Thế chứ đấy. Tức là nó chuyên gia trong việc mà bào chữa mà. Tại sao uống? Vui. Tại sao uống? Tại sao uống? Thì uống tí chẳng có gì làm cả. Cái gì họ cũng uống được. Tức là nghiện rồi. Ra làm điều cho vui hả? Vui mồm. Bởi vì họ sao ạ? Bởi vì là những cái tại sao thế, những nghèo họ không có việc gì để làm, họ nghèo lộng tất, họ nghĩ cách đấy, họ tìm cách để mà giết thời gian, họ cái từ mà giết thời gian đấy. Nên anh em để ý này, cái người nghèo là người hay nói công việc là giết thời gian, mà thời gian là thời gian đấy, là thời gian là cuộc sống đấy. Nên người đấy không tiếc thời gian, nên họ còn ngồi xem tivi, ngồi sân bay nhà đợi đấy, tôi không làm gì cả nhưng tôi xem này cho giết thời gian. Từ từ tưởng cái câu đấy là vô hạn, nhưng câu đấy nói là tư tưởng của người nghèo đấy. Người nghèo họ không quý trọng thời gian, giết thời gian là giết người luôn. Để đời sống của trên đất được chia bằng thời gian mà, nên giết thời gian là giết mình luôn, nên là kẻ giết người luôn. Nên là bỏ ngay cái thứ đi. Và không những kể cả mình không nói, như cái thời có lúc thời gian rỗi đấy thì em phải làm thế nào, có lúc mà anh em phải ngồi đợi đâu đấy, em để ý không, cứ ngồi đợi trên ô tô này, hay có lúc mà phải ngồi đến xếp hàng đâu phải đợi đấy. Thì đừng có xếp hàng đợi, xếp thời gian đó, hay tôi cứ đứng đợi, xong nhìn người nọ, nhìn người kia, nhìn người đó, nhìn người kia, rất chán. Trong đó cái thời gian đấy đấy, mình có thể là cắm vào cái gì đó, thì mình nghe bài giảng, hay đọc một quyển sách rồi đấy, cho lúc mình chờ đợi. Mặc dù là có thể nhá, là mình đọc chất lượng nó không bằng được cái trường học, nhưng nó còn hơn là phí không. Cứ phải tải ở đầu cái gì đó. Mà cái chuyện này con gái rất nhiều, có thì có tai nghe, bác mang tai nghe về chưa? Để tai nghe lên, các anh em trong hội thánh được trang bị hết đầy đủ các bài giảng, các máy nghe, không những trang bị mà còn thúc và nghe đi nữa, rất là được chăm sóc từ A đến Z luôn đấy. Về chuyện đấy, mà rất tiếc là thái độ mình đối xử như nào, không thích nghe đâu, nó không muốn, không nghe thì nghe cái kia, không nghe bài giảng thì nghe kinh thánh, lên đánh thì nghe thánh ca. Có phải nghe bài giảng suốt đâu, nghe hết, để cho não mình lúc nào phải hoạt động, não đấy, để cho cái tình trạng để nó không cho nó nghỉ kiểu như là phải nghỉ, nó sẽ vô công rồi nghề mà. Cứ phải nghe đi, MP3 là có hết rồi thì cứ phải lấy ra mà làm việc thôi. Nhiều nguyên nhân. Vâng, tất nhiên còn nhiều nguyên nhân lắm. Thì cái kẻ nghèo ấy thì hiển nhiên là kẻ mà họ lừa như thế thì chắc chắn là nghèo rồi, đúng không ạ? Dạ. Chỉ có sự lười biếng mà lặp lại những điểm. Lười biếng ấy có thể nhiều nữa, kẻ lười biếng sao nữa? Lười biếng làm cho nó nghèo rồi. Hiển nhiên. Chắc là dân miền Nam. Nếu ngồi uống rượu bia thứ sáng em thôi. Nhiều họ làm để mà uống rượu thôi. Hát karaoke đúng không? Là trí suốt ngày. Sao lắm tiền nhỉ? Chưa thấy một ít thôi.
không, tức là có những người họ có đất đó, bán đất, tức là ngày xưa à, rồi còn một cái kẻ nghèo này, kẻ nghèo đấy, từ từ kẻ nghèo còn hay Buffett nữa, không còn cái đấy nữa, kẻ nghèo hay khuếch trương, hay cả Buffett đấy, tức là nói thật tài tình lắm, đây không ám chỉ ai đâu nhá, kẻ nghèo ui tám cột kiến trong ấy nó chạy ra luôn, nó nói, đấy, vì là kẻ nghèo vì phóng đại khuếch trương các thứ ấy, tức là có một chuyện gì đấy ủ nói nó hay lắm. Đáng lẽ họ lại không biết là dùng cái đấy để làm giàu cho họ ấy, nhưng họ thì làm đấy để vô cùng dùng nghề trong công việc, vì là sao, vì cái thời gian mà họ dỗi họ cứ làm việc vô cùng dùng nghề mà tụ tập tụ năm tụ bảy mà, nên thành ra là cho họ cả cái gì đó cái kỹ năng để bốc phét và tán gẫu, nên họ cũng gọi là nghĩ nhiều chuyện cũng rất là đấy, cái thời gian để tạo mối quan hệ sao, nếu mà họ biết cái đấy thì chuyện khác. Còn đây là cái chuyện đấy mà để mình biết đặc điểm đấy, thì có người nghèo như họ nói nó bất thường luôn, thao thao bất thường, họ tán gẫu giỏi lắm. Thao thao biết không, kể cả sau muốn gặp được đấy thì rồi Châu đúng rồi, Châu như Châu mà Nghiêu chết từ sáng tối, Nghiêu đi siêu thị về chẳng có quan gì, vẫn chết. Sau đó nội dung chẳng có gì cả. Nhiều lúc mà đọc nội dung của hội trẻ con làm ấy, mình cứ tưởng là nói cái gì, mình đọc hết, ô xong mình đọc đi. Từ đầu này, từ sáng 8 giờ này, xong kết thúc này, xong kết thúc này, ồ 10 giờ đêm này, 12 giờ đêm này, lúc kết thúc mà vẫn công việc là ăn chưa, ngủ công việc thế nào, mà gặp nhau rồi cứ hỏi thế nào, ăn chưa, sướng không, có ngon không, hay gì, kí kí kê kê ca ca kê kê, mấy cái này, kí kí ca ca kí kí, xong chat từ sáng đến tối chỉ có kí kí ca ca kí kí ca ca, xong rồi mấy cái câu vớ vẩn đấy chả có gì cả, thôi mình tìm xem trong này có chỗ nào nói là chuyện sự yêu bạn không, hay là làm thế nào đọc gì không, có kiến thức gì không đọc được gì trong đấy cả, giống tức chỉ có mỗi cái là thỉnh thoảng ê cái ăn chưa, ăn rồi có ngon không, ngon đi lên trên mấy cái chẳng có gì cả, xong rồi sai nó chính tả thiết thẳng luôn. thế nên mình phải chiến đấu cái này đấy anh chị em ạ, Dushka đó rút ra thì mình biết là mình phải chiến đấu với cái gì mà thì mình nguy hiểm, mình không biết chiến đấu với ai, không biết chiến đấu với cái gì, cái đáng những cái mình phải trân trọng ấy thì mình lại chiến đấu với nó, mà đáng những thứ mình cần phải cắt bỏ ấy thì mình lại trân trọng nó đấy, vì cái sự mà không hiểu biết đấy, loạn sự động lung tung không biết cái nào phải trái đâu cả, và mình thấy họ càng nghèo thêm, càng làm nô lệ thêm, càng ngày càng bị lún sâu vào cái ách nô lệ của kẻ khác. Vậy tạm thời hôm nay thế thôi nhỉ? Hay là tiếp theo nữa không? Hết chưa, hết sạch chưa? Chưa. Không, còn nữa. Mới cái đại tượng rồi chú. Còn chưa cái gì à? Còn nữa anh. Vậy là quá nhiều rồi. Mình cứ tạm thời thế đã. Tạ ơn Chúa. Đi, bài học đấy. À. Nhiều chúc phước cho anh em. Hallelujah. Bây chúng ta có thể xem cả về thực tế luôn, về mình vừa nói về lý thuyết, bây giờ xem cả những cái về kinh doanh để làm cái gì đấy. Mà sản phẩm nó có mà.